Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, Chuyện Cân vớt chương 1031, Chư Thiên Vạn Giới, nghe ta giảng pháp. Vọng Thiên, ta muốn làm sao? Tống Thư Hàng tâm tốt hoảng. Hắn liền một cái tân tấn tứ phẩm tiểu tu sĩ, mà lại từ bắt đầu tu luyện tới hiện tại, tính cả, bích thủy các thời gian thành, bên trong thời gian tu luyện, cũng chỉ tu luyện hơn 4 tháng. Bụng hắn bên trong cứ như vậy điểm hàng, thật làm cho hắn ngay trước chư thiên vạn giới người tu luyện trước mặt khai đàn giảng pháp. Hắn có thể nói cái gì? Nói một chút năm năm mô phỏng 3 năm thi đại học. Giảng cái này sẽ bị khắp thiên hạ người tu luyện đánh cứt. Lại hoặc là nói một chút việc tu luyện của hắn kinh lịch. Nhưng là quay đầu ngẫm lại, việc tu luyện của hắn kinh nghiệm cũng không có gì tốt giảng. Mà lại, kinh nghiệm của hắn nói ra, khắp thiên hạ cũng không có mấy người sẽ tin tưởng. Hắn từ gia nhập Cửu Châu Nhất Hào Quần, phía sau liền theo các vị tiền bối mù luyện, cũng không có chính thức bái sư. Về sau, tại Cửu Châu Nhất Hào Quần, các vị tiền bối chỉ đạo dưới, luyện luyện liền tứ phẩm. Cũng không thể cùng toàn thế giới những người tu luyện nói, kỳ thật a, à, con đường tu luyện giảng cứu duyên phận cùng vận khí, ta liền theo các tiền bối mù luyện, dùng hơn 4 tháng liền luyện đến tứ phẩm. Sẽ bị khắp thiên hạ người tu luyện đánh cứt có được hay không? Mà lại Hắn cũng không phải nho gia thánh nhân, không cách nào giống nho gia thánh nhân như thế mặt mỉm cười, hướng tất cả mọi người giới thiệu xuất sinh chi sâu, còn nhỏ chi sâu, tu luyện chi sâu, thần thành đại thành chi sâu cái gì. Tu luyện cũng không được giảng, vậy nếu không nói một chút độ kiếp kinh nghiệm. Tống Thư Hàng nghĩ tới đây, ngắm nhìn bên người, ôm đầu ngồi sổng phòng, thường viễn tử cùng thất sinh phù phủ chủ. Còn có không biết lúc nào hiện lên, Os, tư thế quỷ thiên nhai tử tiền bối hồi tưởng một chút lần này độ kiếp đi qua. Đợt thứ nhất thiên kiếp, cái này đợt yếu nhược, độ kiếp tất cả mọi người có thể chính diện vừa một đợt. Đến A, à, đến đỗi ta à. Đợt thứ hai thiên kiếp, ôm đầu ngồi sổm phòng, khắc phối hợp run lẩy bẩy tư thế. Audio điện tử võ tấn bền. Đợt thứ ba thiên kiếp, hiện lên, os, oh, tư thế quỷ xuống đất cuối cùng lại gặp được, cái gì đều có thể bán, tiền bối kịp thời đưa lên cường lực ngoại viện. Quảng A, dạng này độ kiếp kinh lịch làm sao cùng người cùng hưởng A. Mắt thấy khoảng cách huyền thánh giảng pháp thời gian càng ngày càng gần, tống thư hàng gấp ra mồ hôi lạnh. Muốn giảng cái gì, đến cùng giảng điểm cái gì tốt. Ai đến cho ta cái bản thảo A. Mà lúc này, khắp thiên hạ người tu luyện đều duy trì ngẩng đầu vọng thiên tư thế trước đó nhân tiền hiển thánh mặc dù rất để cho người ta kích động nhưng khắp thiên hạ người tu luyện càng mong đợi chính là phía dưới khâu huyền thánh giảng pháp. Theo ghi chép, bát phẩm huyền thánh tại, nhân tiền hiển thánh, ngưng tụ thánh ấn, hai bước sau khi hoàn thành, còn sẽ có một cái huyền thánh giảng pháp quá trình. Thượng cổ, thời kỳ viễn cổ các tu sĩ, liền xem như tán tu, tốc độ tu luyện cũng không chậm. Cái này không chỉ có là bởi vì ngay lúc đó thiên địa linh lực nồng đậm nguyên nhân, cũng bởi vì thời kỳ đó, bát phẩm huyền thánh cách một hai trăm năm tả hữu liền sẽ ra một vị liền xem như tán tu cũng có thể thường xuyên nghe được huyền thánh giảng pháp, thụ ích lương đa. Vị này tân tấn thiên niên đệ nhất thánh, bá tống cao tăng, hội nói cái gì nội dung đâu. Ngã Phật từ bi, bá tống đại sư có thể hay không giảng giải đại thừa Phật Pháp, ngã Phật môn khi hưng. Phật môn đệ tử kích động nói. Theo tiểu tăng ý kiến, bá tống đại sư tại giảng Pháp lúc, khi hội miệng nở hoa sen, diệu ngữ sinh cơ. Bá tống đại sư có lẽ sẽ ngừng tụ ra bát phẩm kim liên, vì bọn ta giảng giải, tâm cảnh, chi diệu, vỗ tay vì mộc mạc cúi trào, mỉm cười lại như hoa sen tinh khiết. Bần tăng cảm giác bá tống đại sư hội giảng giải, công đức chi pháp, nhìn đại sư công đức chi lực, ngưng tụ tới loại này cực hạn trạng thái, trước đó chưa từng có. Đại sư có lẽ sẽ cho chúng ta giảng giải công đức chi diệu. Phật môn các đệ tử nghị luận ẩm ý, nhưng đều không ngoại lệ, đệ tử Phật môn đều cho rằng đêm nay, bọn hắn khi có đại thu hoạch, có đệ tử Phật môn đã cơ trí xuất ra giấy cùng bút, chuẩn bị đem bá tống đại sư đến lúc đó giảng Phật Pháp ghi chép lại, hảo hảo nghiên cứu. Suốt cục, huyền thánh giảng Pháp đã đến giờ. Tống thư hàng lại vẫn là không có muốn ra, muốn giảng điểm cái gì mới tốt. Hắn kiên trì, cố gắng để khuôn mặt của chính mình duy trì vẻ chấn định. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trong cõi u minh, Tống Thư Hàng cảm giác có mấy tỷ tỷ ánh mắt, từ vũ trụ các nơi, thậm chí là các cái vị diện nhìn chăm chú tới, theo dõi hắn. Áp lực đại núi A. Thật không được, liền đánh bạc, phản chính mình bây giờ là đầu chọc trạng thái, vậy không bằng liền ngồi xếp bằng, sau đó thi triển, thiệt sán liên hoa, kỹ năng, lại học Phật tổ, dính hoa cười một tiếng, không nói một lời. Sau đó, lại dùng cao thâm mà chắc biểu lộ, đối khắp thiên hạ tu sĩ đến một câu các ngươi hiểu sao. Nếu như vậy, có rất lớn tỷ lệ có thể hồ lộng qua đến rồi đến rồi, huyền thánh giảng Pháp muốn bắt đầu, toàn vũ trụ bát phẩm phía dưới người tu luyện, tận lực đem trong tay mình sự tình thả một chút, ngẩng đầu vọng thiên, lắng nghe huyền thánh giảng Pháp. Liền xem như một số đại môn phái ẩn tàng bát phẩm huyền thánh cấp cao thủ, cũng có người tĩnh tọa muốn nghe xem vị này tân tấn đạo hữu tại con đường tu luyện thượng có cao kiến gì, nói không chừng có thể làm cho mình loại suy. Lúc này, tại chư thiên vạn giới, tất cả người tu luyện chú mục dưới, Tống Thư Hàng ngồi xếp bằng. Khi hắn tọa hạ thời điểm, phù sau lưng hắn, nữ đế, công đức xà mỹ nhân, cũng cúi người xuống tới, kèm ở phía sau hắn, không góc chết sấn thác Tống Thư Hàng uy nghiêm. Tống Thư Hàng con người hơi trầm xuống, tựa hồ tiến vào trầm tư trạng thái. Một lát sau, hắn mở to miệng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn không có học Phật tổ, niêm hoa nhất tiếu, học niêm hoa nhất tiếu chỉ có thể lừa gạt hạ đê giai tu sĩ, nhưng tuyệt đối lừa gạt không được mạnh lớn một chút tu sĩ đến lúc đó hắn nói không chừng sẽ còn bị đánh cứt. cuối cùng khi tiến vào huyền thánh giảng pháp một khắc cuối cùng tống thư hàng rốt cục nghĩ đến một ý kiến hắn sẽ không giảng pháp nhưng hắn có thể đọc thuộc lòng cái khác đại năng giảng pháp quá trình tại trong đầu hắn thì có thánh nhân giảng pháp cùng trường sinh giả trình lâm giảng pháp hai cái ký ức thánh nhân giảng pháp nho ra có độc quyền hắn không dễ làm lấy chư thiên vạn giới đi giảng cái này. Nhưng, trường sinh giả trình lâm, giảng pháp, lại không quan hệ. Thế là, hắn từ trong trí nhớ của mình, nhớ lại trình lâm nữ đế giảng pháp quá trình. Trình lâm lúc trước giảng pháp, giảng cũng không phải là cái gì thâm ảo đồ vật, mà là tu chân giới lưu truyền rất rộng kinh văn đạo tạng. Tống thư hàng học lúc trước nhìn thấy, trình lâm, tư thế, mô phỏng lấy nàng khí tràng. Tống thư hàng cùng, trình lâm, ở giữa, Vốn là có rất nhiều nhân quả dây dưa nguyên nhân, thậm chí Tống thư Hàng Linh Quỷ, Diệp Tư, càng là Trình Lâm, mảnh vỡ một trong. Cho nên, khi Tống thư Hàng nghiêm túc bắt đầu mô phỏng lấy Trình Lâm, lúc hắn khí chàng tùy theo biến đổi. Một loại cảm giác cao thâm khó dò từ trên thân Tống thư Hàng phát ra. Huyền diệu khó giải thích, diệu chi lại diệu. Chư thiên vạn giới, chỗ có chú ý, huyền thánh giảng pháp, người tu luyện cùng nhau dừng lại. Bọn hắn cảm giác tại giảng Pháp lúc mới bắt đầu, thiên nhiên đệ nhất thánh, bá tống đại sư phảng phất như là biến thành người khác. Công đức xà mỹ nhân bao phủ tống thư hàng, mãnh liệt công đức chi quang chiếu dọi xuống, để cho người ta đều thấy không rõ tống thư hàng bộ dáng. Nhưng là, khi chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện nhìn thấy cái này sáng tỏ công đức chi quang lúc, trong lòng đột nhiên liền sông lên rất nhiều cảm ngộ. Cái kia trói mắt công đức chi quang, phảng phất như là một mặt công đức chi đạo, biến thành tấm gương, bất kể là đạo tu, Phật tu, ma tu, yêu tu, vẫn là cổ vu hoặc là người thi pháp chỉ cần trong lòng không có mang đối, tống thư hàng, ác nghiệp, khi nhìn đến cái này công đức chi quang lúc, liền có thể từ đó chiếu dọi ra bản thân, đạt được thuộc tại tình cảm của mình. Huyền Thánh còn không có chính thức mở miệng giảng pháp, chư thiên vạn giới người tu luyện, liền đã được lợi không cạn. Nhưng là Hải Vương, cái kia thần bí khôi lỗi tu sĩ, An Chi Ma Quân, vô cực ma tông một số tu sĩ, chỉ cảm thấy cái này, công đức chi quang, chướng mắt vô cùng, căn bản là không có cách từ bên trong được cái gì lĩnh ngộ. Công đức xà mỹ nhân vì Tống Thư Hàng xông lên xinh đẹp trợ công, sau một khắc, Tống Thư Hàng một tay kết đạo ấn, chậm rãi mở miệng. Trong âm thanh của hắn, phảng phất xuyên thấu qua tháng năm dài đằng đắng, từ viễn cổ truyền lại mà tới. Đạo tạng khúc dạo đầu, tại Tống Thư Hàng trong miệng chậm rãi đọc lên, không nhanh không chậm. Đạo tạng tại tu sĩ giới lưu truyền rất rộng, không chỉ có là đạo tông đệ tử, liền ngay cả ma tu, Phật môn, yêu tu, hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu qua bản này đạo tạng. Chư thiên vạn giới bên trong, vô số tu sĩ đều nghe qua liên quan tới đạo tạng giảng giải, thậm chí có chút đạo tông danh môn đệ tử, từ nhỏ đã bắt đầu nghe sư bối giảng giải đạo tạng, nghe lỗ tai đều sinh kén. Nhưng bây giờ, từ tống thư hàng trong miệng giảng giải đạo tạng lại là từ đám người chưa bao giờ nghe góc độ, đến giảng giải dấu chữ chữ huyền cơ, đạo tạng bên trong những cái kia thâm ảo vô cùng nội dung, lại bị giam ba câu liền giảng thấu. Kể kể, mơ hồ trong đó, mọi người thấy thiên nhiên đệ nhất thánh, trong miệng, thỉnh thoảng có trắng noãn hoa sen hiển hiện, trong hư không nở rộ. Theo những này hoa sen nở rộ, bá tống huyền thánh giảng pháp diệu dụng tựa hồ bị tăng lên một cái cấp bậc. Hoa sen tựa hồ trở thành kíp nổ, dẫn động, giảng pháp dị tượng. Về sau, huyền thánh giảng pháp bên trong, Tống Thư Hàng mỗi một câu, đều hóa thành, đại đạo thanh âm, cùng thiên địa đại đạo lực lượng sinh ra cộng minh. Tường mây cùng Bạch Liên không ngừng hiển hiện, Tống Thư Hàng giảng pháp thanh âm tựa hồ hóa thành tiếng đàn, để chư thiên vạn giới tu sĩ nghe như si như say. Đồng dạng nội dung, tại người khác nhau trong tay nghe tới, đều chiếm được khác biệt lĩnh ngộ. Đây không phải huyền thánh giảng pháp, đạo tông một vị uy tín lâu năm huyền thánh, hô hấp đều trở nên nặng nề, đây là kiếp tiên giảng pháp. Thậm chí, cái này giảng pháp đẳng cấp khả năng cao hơn. Tiếp tiên giảng pháp, lão tổ tông ngài không nghe lầm, nhưng giảng pháp bá tống huyền thánh rõ ràng vừa mới tấn thăng bát phẩm. Có đệ tử nghi ngờ nói: Tuyệt đối sẽ không sai, cái này căn bản không phải huyền thánh giảng pháp đẳng cấp. Rất có thể, vị này bá tống huyền thánh có một vị kiếp tiên cấp bậc lão sư. Hắn lâu dài thụ sư phụ của mình hun đúc, giảng pháp cấp độ kỳ thật đã viễn siêu huyền thánh cấp bậc uy tín lâu năm huyền thánh trầm giọng nói. Kỳ quái, vì cái gì bá tống đại sư không nói Phật kinh cùng đại thừa Phật Pháp, lại giảng đạo tạng. Trong Phật môn, rất nhiều người sinh lòng nghi hoặc. Mà lại, bá tống đại sư giảng đạo tạng chữ chữ huyền cơ, hiển nhiên vị này thiên niên đệ nhất thánh đối đạo tạng nghiên cứu, viễn siêu tưởng tượng. Chẳng lẽ, bá tống đại sư cũng không phải là người trong Phật môn? Không tự chủ được, rất nhiều người não hải hiện lên ý nghĩ này cửu châu nhất hào quần bên trong. Linh điệp tôn giả, muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá. Lệ chi tiên tử, bản này huyền thánh giảng pháp, quá đặc mã quen tai. chương 1032, vãn tôn không cần đột nhiên trầm mặc A. À. Ngoại trừ linh điệp, giao bá, lệ chi bên ngoài, lạc trần chân quân, thông huyền đại sư, tuyết lang động chủ cùng nhau phát một chuỗi im lặng tuyệt đối. Lệ chi tiên tử, linh điệp tiền bối, các ngươi thế nào? Điền thiên đảo chủ hiếu kỳ hỏi. Lại nói, bá đào đạo hiếu giảng giải đạo tạng rất là khéo a, à, chữ chữ huyền cơ, để cho ta được ích lợi không nhỏ. Điền điềm phó đảo chủ nói. Ta luôn cảm giác bản này liên quan tới đạo tạng giảng pháp, so huyền thánh giảng pháp cảnh giới cao hơn nữa. Tô thị A à thất nói. Thư hàng tiểu hữu có thể nói ra nội dung thâm ảo như vậy. Khục nếu như ta không có nhớ lầm, bản này liên quan tới đạo tạng giảng giải, là lúc ấy chúng ta tại trường sinh giả trong động phủ đã nghe qua cái kia một thiên A. À. Lạc Trần Trân Quân nói, không sai được, bất quá khi đó vị kia trường sinh giả giảng giải đạo tạng lúc, dùng chính là thời kỳ viễn cổ ngôn ngữ. Mà Tống Thư Hàng Tiểu hữu đem hắn phiên dịch thành tiếng phổ thông. Lệ Chi Tiên Tử Đồng Đạo nói, mấy vị này đều là cùng bạch tôn giả cùng một chỗ, từng tiến vào trường sinh giả trình lâm động phủ, mạo hiểm qua đạo hữu Tuyết lang động chủ gật đầu nói, đổi thành tiếng phổ thông phía sau bản này liên quan tới đạo tạng giảng giải, trên cảnh giới thấp xuống một chút. Vốn là, trường sinh giả giảng pháp, cảnh giới, hiện tại đoán chừng hẳn là, kiếp tiên giảng pháp, cấp độ. Đề cử mọi người có rảnh rỗi cùng bạch tiền bối đi một chuyến, trường sinh giả trình lâm giảng pháp, hiện trường, nghe một lần chính bản, trường sinh giả giảng pháp, hiệu quả càng tốt. Nghe vậy, cửu châu nhất hào quần, bên trong còn không có tiến vào, trường sinh giả trình lâm động phủ đạo Hữu lập tức minh mộ tới vọng thiên thư hàng tiểu hữu cơ chí tạo hóa pháp vương nói linh điệp tôn giả dùng giọng nói công năng nói bất quá tống thư hàng tiểu hữu có thể đem trường sinh giả giảng pháp đầu đuôi thuật lại đi ra cũng đưa tới thiên địa đại đạo cộng minh điều này nói rõ bản thân hắn đối với đạo tạng cũng có rất sâu lý giải rất không tệ hồ trung nguyệt tiên tử tống tiền bối nhất bổng linh điệp tôn giả lập tức cứng đờ nguyên bản tán dương tống thư hàng nửa đoạn dưới lời nói cưỡng ép nuốt đến trong bụng đi. Qua bất cần, cho tới nay cảm giác tống thư hàng tiểu hữu có, nữ trang đam mê, yêu thích, bản thân đối với hắn có chút quá mức yên tâm chút. Hiện tại, đối phương tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, náo động lên lớn bao nhiêu sự. Trước đó cứu, sở ra, bây giờ tại tam phẩm tấn tứ phẩm thiên kiếp lúc, ngạnh sinh sinh gạt ra, nhân tiền hiển thánh, đại chiêu dẫn đến vũ nhu tử đối tống thư hàng độ thiện cảm một mực lên cao không thể lại đại ý như vậy đi xuống nếu không hắn rất có thể muốn mất đi nữ nhi mến yêu tôn giả thầm nghĩ trong lòng tóm lại tống thư hàng tiểu hữu cái này huyền thánh giảng pháp cửa này xem như bị hắn cơ chí vượt qua hoàng sơn trân quân nói bất quá nói thật ta tương đối lo lắng chính là thất sinh phù đạo hữu đến lúc đó hắn huyền thánh giảng pháp muốn làm sao Tống thư hàng đạo hữu cơ trí rời thiên, trình lâm giảng pháp, tới chống đỡ trận, nhưng thất sinh phù đạo hữu nhưng không có tiến vào, trình lâm giảng pháp, hiện trường. Lệ chi tiên tử nói, hiện tại thất sinh phù đạo hữu tựa hồ còn duy trì cái kia rất sợ, ôm đầu ngồi sổm phòng, tư thế, cũng không biết hắn tỉnh táo lại không có. Còn có vị kia thường viễn tử cùng truyền công cuồng, thiên nhai tử, đạo hữu ta có chút kỳ đợi bọn hắn muốn làm sao giảng pháp. Linh Điệp Tôn giả nghĩ nghĩ phía sau nói, thất sinh phù đạo hiếu tại phù đạo bên trên có độc đáo kiến giải, nếu như giảng thượng một đoạn phù đạo kỹ xảo, cũng hẳn là cực tốt. Bắc Hà Tán Nhân, kỳ thật thất sinh phù đạo hiếu, mọi người không cần lo lắng cho hắn. Hắn ra học uyên thâm, nói không chừng hắn thật đúng là có thể xuất ra một thiên huyền thánh cấp giảng pháp. Cái khác hai vị đạo hữu mới là vấn đề lớn. Nếu như thiên nhai tử đạo hiếu giảng pháp, hắn có thể sẽ giảng một chút hắn, truyền công, kinh nghiệm cái gì hắn am hiểu cái này. Lạc Trần Trân Quân suy tư nói. Truyền công kinh nghiệm, sau đó tu chân giới từ đó thêm ra rất nhiều cái, tiểu truyền công cuồng, sao? Ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ. Tuyết lang động chủ nói. Lệ chi tiên tử, đến lúc đó, thực lực thấp tu sĩ, phải tùy thời phòng ngự, lấy tên đi tới đi tới thì có đại tiền bối đột nhiên thoáng hiện, cưỡng ép truyền đến mấy năm công lực, đến lúc đó tu sĩ trẻ tuổi cùng tiền bối ở giữa tín nhiệm liền xong rồi. Cửu châu nhất hào quần, chúng đạo hiếu, vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh, hung hăng dùng mình một cái. Lúc này, tạo hóa Pháp Phương đột nhiên não đại động mở, nhân tiền hiển thánh thời điểm, huyền thánh giảng Pháp chẳng lẽ nhất định phải giảng Pháp sao? Trên thực tế, ta sở nghiên cứu vị huyền thánh giảng Pháp chỉ là một cái cự hình tại tuyến trực tiếp A, à? mà lại là mang nửa cưỡng chế tính cái chủng loại kia. Tu sĩ đều sẽ bị pop up, thu đến, nhân tiền hiển thánh, tin tức, sau đó tiến vào kênh xem huyền thánh giảng Pháp. Cho nên ta đang nghĩ, nếu ta tấn thăng bát phẩm huyền thánh, nhân tiền hiển thánh phía sau tại, huyền thánh giảng pháp lúc, ta liền muốn hát vang một khúc, mở một trận cấp bậc vũ trụ buổi hòa nhạc, ngẫm lại đều mang cảm giác. Toàn vũ trụ tu sĩ đều nghe ta ca hát, ta đột nhiên biến có động lực đi lên. Tạo hóa pháp vương tiếng nói nói xong, toàn bộ cửu châu nhất hào quần đều yên tĩnh trở lại. Không ai dám tiếp Thích Ca Mâu Ni. Chúng đạo hữu trong lòng rất hoảng, Thích Ca Mâu Ni vậy mà phát hiện, Huyền Thánh Giảng Pháp lớn nhất huyền bí. Một ngày kia, tạo hóa pháp phương tấn thăng bát phẩm. Trận kia cấp vũ trụ buổi hòa nhạc xuống tới, toàn bộ tu luyện giới đều dược hoàn. Uy, mọi người làm sao đột nhiên đều không nói? Tạo hóa pháp Vương nói. Lại qua nửa ngày sau, tạo hóa pháp Vương vãn tôn. Lại qua thật lâu sau, tạo hóa pháp phương tự sắn ngọa thảo. Các người muốn đừng như vậy a? À. Ta liền làm cái tương tự có được hay không? ta cũng sẽ không thật sự mở trận kia cấp vũ trụ buổi hòa nhạc. Mà lại, ta hiện tại mới ngũ phẩm cảnh giới, khoảng cách nhân tiền hiển thánh còn sớm vô cùng. Các ngươi đến mức sao, từng cái đều không đáp lời làm gì, không biết trầm mặc có đôi khi làm người rất đau đớn tâm sao. Ha 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 ha, nghe được tạo hóa đạo hữu ngươi là đùa giỡn, ta an tâm. Bắc Hà Trân Quân nhẹ nhàng thở ra. Tạo hóa đạo hữu người nói sớm a à, làm ta giật cả mình nói đùa cũng phải thích hợp nha mở xong muốn để mọi người biết ngươi là đang nói đùa tránh cho xấu hổ cuồng đao tam lãng nói khục lão phu mới vừa rồi là đột nhiên rất mạng cũng không phải cố ý không phát nói linh điệp tôn giả nói cùng rất mạng cùng rất mạng tuyết lang động chủ nói ta cũng vậy ta cũng thế điền thiên đảo chủ nói ca ca rất mạng ta cũng liền rất mạng chúng ta dùng một cái mạng lưới điền thiên phó đảo chủ nói tạo hóa pháp phương, rất mạng em gái ngươi, quyết định chờ bản thích ca mâu ni tấn thăng bát phẩm, không chỉ có muốn mở miệng nói ca hát, còn muốn vừa múa vừa hát bên cạnh nhảy bên cạnh hát, chấn chết các ngươi đám hỗn đản này. Lệ Chi tiên tử khóe miệng co giật, nàng quả quyết nói sang chuyện khác, cái kia, kỳ thật tạo hóa đạo hữu giảng đúng. Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, huyền thánh giảng pháp cũng không nhất định phải giảng pháp nha, cũng có thể làm cái khác rất nhiều chuyện tỉ như đông phương lục tiên tử đến lúc đó có thể nhảy chi thiên ma vũ loại hình minh nguyệt bao lâu có diệu a à, ta đến lúc đó muốn biểu diễn hiện trường viết thư pháp lấy thư pháp giảng đạo đến lúc đó lại thừa cơ đem đạo hiệu của ta viết lên một vạn lần cứ như vậy toàn vũ trụ tu sĩ đối đạo hiệu của ta ấn tượng liền sẽ càng sâu sắc thêm hơn khác Tuy cư sĩ một kể xong toàn bộ cửu châu nhất hào quần bên trong đột nhiên lại yên tĩnh trở lại không ai dám nói tiếp uy làm sao đột nhiên an tĩnh lại minh nguyệt bao lâu có hiếu kỳ nói một lát sau minh nguyệt bao lâu có vãn tôn lại sau một lúc lâu sau minh nguyệt bao lâu có cường lực tự nâng lại qua thật lâu sau các ngươi đủ a à? về cái lời nói a à? có đôi khi đột nhiên an tĩnh lại phía sau làm người rất đau đớn đó a à? minh nguyệt bao lâu có đạo hữu cả giận nói hoàng sơn chân quân minh nguyệt đạo hữu người ma chướng kỳ thật nhân tiền hiển thánh phía sau, thánh ấn, vừa ra, khắp thiên hạ tu sĩ đều sẽ một mực nhớ kỹ người đạo hiệu, muốn quên quên không được, người hoàn toàn không cần viết thư pháp. Minh Nguyệt bao lâu có? Vậy các người trầm mặc cái giám ha? Nhân tiền hiển thánh trong tấm hình. Tống thư hàng giảng pháp chuẩn bị kết thúc. Toàn vũ trụ vô số người tu luyện nghe như si như say, hận không thể thiên niên đệ nhất thánh, bá tống huyền thánh có thể một mực nói tiếp. Đáng tiếc, Tống Thư Hàng trong bụng hàng không có nhiều như vậy, hắn nghe, Trình Lâm giảng pháp, nội dung cũng chỉ có thế, bây giờ có thể đem chính mình nghe được một đoạn kể xong, liền đã rất tốt. Lúc này Tống Thư Hàng, nhìn như bình tĩnh, nhưng hắn tiếp nhận áp lực phi thường lớn, mỗi thời mỗi khác đều cảm giác có mấy tỷ tỷ ánh mắt tại nhìn hắn chằm chằm, toàn thân cũng không được tự nhiên. Nhưng nói tóm lại, cái này đợt, huyền thánh giảng pháp, hữu kinh vô hiểm. Nhanh lên kể xong kết thúc công việc. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, mặt khác, bởi vì khi độ kiếp tiêu hao nguyên nhân rất lớn, Tống Thư Hàng hiện tại ngửi được bản thân, Thiệt Sán Liên Hoa bay ra mùi thơm lúc, cảm giác bụng có chút đói. Theo Tống Thư Hàng, giảng pháp tiến vào khâu cuối cùng, trong hư không đại đạo thanh âm dần dần lắng lại, bắt đầu trầm. Toàn vũ trụ người tu luyện cũng minh bạch, đây là huyền thánh giảng pháp sắp kết thúc biểu tượng. Cái này liền xong rồi. Không cần xong a mời bá tống huyền thánh lại nhiều giảng một hồi a à. Ta nguyện lấy cả đời tiết tháo, đổi bá tống huyền thánh giảng pháp vĩnh không song xuôi. Khắp thiên hạ người tu luyện, ý nguyện, hóa thành một lợi không nói ra được lực lượng, hướng phía tống thư hàng ngưng tụ đây là một loại cùng loại tín ngưỡng chi lực đồ vật. Này chủng loại giống như tín ngưỡng chi lực lực lượng, tại rơi vào tống thư hàng bên người thời điểm, đột nhiên hóa thành đầy trời công đức, hạ xuống trên người tống thư hàng. Huyền thánh giảng pháp, Đem đại đạo miễn phí giảng cho khắp thiên hạ người tu luyện dự thính, nhưng kể từ đó, Huyền Thánh chẳng phải là rất thua thiệt. Trên thực tế, cũng không phải là như thế. Huyền Thánh giảng pháp, đối Huyền Thánh tới nói cũng là một cơ duyên to lớn. Nhân tiền Hiển Thánh, là một vị tu sĩ trong cuộc đời duy nhất một lần giảng pháp cho chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện cơ hội. Vì chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện giảng pháp, hữu giáo vô loại, đây là một trận minh mông công đức. Một trận giảng pháp sau khi kết thúc, coi như trước kia không chút tích lũy công đức chi lực huyền thánh, cũng có thể trong nháy mắt có được một thân nồng đậm công đức chi quang. Đầy trời công đức kim quang rơi trên người Tống Thư Hàng, dung nhập công đức xà mỹ nhân trên người. Công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt. Sau đó, nàng đột nhiên chậm rãi ngã về phía sau, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, a a a a. -a". Tiếp đó, nàng nghẹo đầu, chết. chương 1033, không sống được liệt công đức xà mỹ nhân tiếng kêu thảm thiết trầm bồng du dương biểu lộ phong phú chết rơi thời điểm nàng liền nằm sấp không nhúc nhích giả chết nàng là nghiêm túc mà lại nàng giả chết kỹ năng độ thuần thục càng ngày càng cao càng ngày càng rất thật một màn này xuyên thấu qua huyền thánh hình ảnh trong nháy mắt truyền tới chư thiên vạn giới công đức xà mỹ nhân đột nhiên xuất hiện biến hóa đem toàn vũ trụ người tu luyện nhóm giật nảy mình chuyện gì xảy ra vừa mới chuyện gì xảy ra rồi vì cái gì bá tống huyền thánh công đức chi quang đột nhiên kêu thảm ngã xuống chẳng lẽ là có người thừa dịp bá tống huyền thánh thời điểm đánh lén huyền thánh là ai là ai muốn đánh gãy bá tống huyền thánh đồng thời rất nhiều đối huyền thánh không hiểu nhiều người tu luyện nổi giận thật vất vả có thể nghe được một lần đại năng lại có người dám cắt ngang đây là cùng khắp thiên hạ người tu luyện không qua được đây là tìm cứt tống thư hàng nghìn tính vạn tính không có tính tới huyền thánh nhanh kết thúc lúc công đức xà mỹ nhân đặc thù yêu thích phát tác nguyên bản một mực duy trì nữ hoàng uy nghiêm công đức xà mỹ nhân trong nháy mắt liền biến đùa bức tỷ ta tỷ a à, người liền không thể lại nhiều chống đỡ mười mấy giây để cho ta hoàn thành huyền thánh sao tống thư hàng trong lòng có bùi ngùi mãi thôi sau đó hắn tăng nhanh như tốc Thật nhanh đem trong trí nhớ, Trình Lâm cuối cùng một đoạn giảng thuật hoàn tất. Trình Lâm sử dụng chính là viễn cổ thời đại ngôn ngữ, Tống thư hàng đem hắn phiên dịch thành tiếng phổ thông đến, trong đó khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một số nghĩa khác, để hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Bất quá ngay cả như vậy, lần này cũng là kiếp tiên cấp độ. Kết thúc, Tống thư hàng tay bấm đạo ấn, mặt mỉm cười, con người chậm rãi nhắm lại. Hoàn mỹ kết thúc chư thiên vạn giới người tu luyện trong lòng rất là không bỏ, nhưng là huyền thánh đã kết thúc, bọn hắn cũng không thể buộc tống thư hàng lại tiếp tục. Mà lại, ngoại trừ bá tống huyền thánh bên ngoài, đằng sau còn có ba vị huyền thánh nha. Mặc dù sợ chút, nhưng nói thế nào cũng là huyền thánh, giảng pháp tổng không đến mức quá kém a. À. Cho nên, chư thiên vạn giới những người tu luyện chỉ có thể đầy cõi lòng không bỏ, yên lặng nhìn lấy tống thư hàng thân ảnh, một chút xíu bắt đầu trở thành nhạt, biến trong suốt. Đợi chút nữa, mọi người chú ý đã tới chưa bá tống huyền thánh tại lúc, trong tay bóp ấn ký. Đó là đạo ấn, không phải Phật ấn, có mắt tiêm người chú ý tới điểm này. Kiểu nói này, bá tống huyền thánh quần áo phương diện cũng không giống là Phật môn cách ăn mặc. Mà lại, bá tống huyền thánh giảng chính là đạo tạng mà không phải Phật kinh cùng Phật Pháp. Mặc dù là đầu chọc, nhưng nói không chừng bá tống huyền thánh trời sinh liền không có tóc. Lại hoặc là hắn ưa thích đầu chọc kiểu tóc cũng không nhất định cũng không thể dựa vào đầu chọc liền xác định Bá Tống Huyền Thánh Phật môn thân phận. Ta còn chú ý tới, Bá Tống Huyền Thánh không chỉ có tóc không có, hắn liền lông mày cùng lông mi đều không thấy. Có lẽ, hắn cũng không phải là đầu chọc, mà là tại độ kiếp thời điểm, lông tóc bị thiên kiếp đốt đi. Rất nhiều đạo tông người bắt đầu nghiên cứu chi tiết, bọn hắn cho ra kết luận, đã rất tiếp cận chân tướng của sự thật. Đoán chừng tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Bá Tống Huyền Thánh đến cùng là vẫn là cái đề tài này đem dẫn phát tranh luận luận thiên niên đệ nhất thánh bá tống huyền thánh, đến tột cùng từ sư môn nào. Bất quá vừa rồi, là có người hay không tập kích bá tống huyền thánh. Phía sau hắn nữ hoàng công nước chi quang kêu thảm ngã xuống, bên trong khẳng định có âm mưu. Lại có người nói, nếu như không có người tập kích, nói không chừng bá tống huyền thánh thời gian, hội càng lâu một chút cũng không nhất định ách. Người này vừa mới nói được nửa câu, liền nhìn thấy đang dần dần biến trong suốt, bá tống huyền thánh, sau lưng nữ hoàng công đức chi quang, đột nhiên lại, sống, đến đây. Công đức xà mỹ nhân gắn xong sau khi chết, lại bình tĩnh bỏ lên. Sau đó, nàng vươn tay ra, trong hư không hái một lần. Trong hư không, có không ít tống thư hàng, thiệt sán liên hoa, lúc biến ảo đi ra bạch liên. Những này bạch liên, tống thư hàng nguyên vốn chuẩn bị chờ, huyền thánh, sau khi kết thúc, để chúng nó tiêu tán. Nhưng bây giờ, công đức xà mỹ nhân đưa tay hái một lần, đem bạch liên hái qua, sau đó một thanh nhét vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt nàng cảm giác giả chết lúc giả bộ một chút cũng có chút đói bụng đói bụng tìm ăn chút gì nữ hoàng công đức chi quang cái kia tràn đầy uy nghiêm lập tức toàn rơi sạch tống thư hàng công đức xà mỹ nhân ăn rất nhanh tại tống thư hàng thân ảnh triệt để trong suốt hóa trước đó vừa vặn đem đầy trời bạch liên toàn bộ ăn sạch chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện một mặt mộng bức đại năng lúc mang ra đại đạo dị tưởng hoa sen, có thể ăn. Có người hỏi, mặc dù không có ghi chép, nhưng có lẽ thật có thể ăn. Nhìn nữ hoàng công đức chi quang ăn thời điểm, một mặt thỏa mãn bộ dáng, nói không chừng còn ăn thật ngon. Lại là một cái đáng giá thảo luận cùng nghiên cứu chủ đề luận đại năng thiên địa dị tưởng, có thể ăn được hay không? Ăn sau có thể hay không tăng trưởng công lực? Huyền Thánh, sau khi kết thúc, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía công đức Xà Mỹ Nhân, mơ hồ cảm giác nàng tựa hồ lại tiến hóa một chút. Vừa rồi, Huyền Thánh, sau khi kết thúc, cái kia minh mông công đức chi lực quán thể, đám kia công đức chi lực toàn bộ bị Xà Mỹ Nhân hấp thu, nàng biến càng linh động một chút. Vừa rồi, nuốt ăn Tống thư hàng hoa sen, tựa hồ cũng là công đức Xà Mỹ Nhân tại xúc tích lực lượng bản có thể hành động. Tống thư hàng có loại trực giác, tiếp đó, công đức Xà Mỹ Nhân có thể muốn nghênh đón một lần nữa lớn tiến hóa. Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động, khổng lồ công đức xà mỹ nhân chậm vào đến trong cơ thể hắn. Bất quá, tại nàng lùi về Tống Thư Hàng thân thể lúc, đeo tại trên đầu nàng, Chiêu Thiên Quan lại chủ động thoát rơi xuống, trên người nàng nữ khoản long bảo cũng biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng đưa tay tiếp được cái này kỳ diệu, Chiêu Thiên Quan. Cũng không biết cái này Chiêu Thiên Quan là lai lịch gì. Trước đó, công đức xà mỹ nhân đeo nó lên lúc, từ trong đó có cực lớn đến không cách nào miêu tả công đức chi lực rơi trên người xà mỹ nhân, mới khiến cho nàng có được một đao chảm phá, bom hydro thiên kiếp, lực lượng. Hiện tại, chiêu thiên quan, rơi xuống phía sau công đức xà mỹ nhân trên người thụ chiêu thiên quan tăng cường cái kia bộ phận công đức chi lực liền biến mất không thấy gì nữa. Bộ phận này công đức chi lực, cũng không thuộc về công đức xà mỹ nhân, mà là thuộc về cái này chiêu thiên quan, Triều thiên quan rất xuống phía sau trong đó, công đức chi lực tựa hồ bị tiêu hao hơn phân nửa. Bất quá, theo thời gian trôi qua, trong đó công đức chi lực đang chậm rãi khôi phục. Nói cách khác, đây là một kiện cùng loại với tự động hồi ma hình trang bị, đeo nó lên liền có thể sử dụng ẩn chứa trong đó đại lượng công đức chi lực. Trong đó công đức chi lực tiêu hao sạch sẽ phía sau chỉ cần cho nó một chút thời gian, liền có thể chậm rãi khôi phục. Nói tóm lại, kiện trang bị này rất có giá trị không phải duy nhất một lần sử dụng trang bị. Tống Thư Hàng đem chiêu thiên quan thu nhập, tay phẩm pháp khí, bên trong, sau đó trở về hư hao nghiêm trọng, tinh phẩm khôi lỗi, bên người. Tinh phẩm khôi lỗi đã không cách nào động đậy, phần lưng của nàng cơ hồ toàn bộ tổn hại, hạch tâm, ngụy vĩnh hằng lô, cũng bởi vì quá tải, ở vào khóa chặt trạng thái. Nhìn thấy Tống Thư Hàng tới phía sau tinh phẩm khôi lỗi màu cam con mắt có chút tỏa sáng. Ta trước đem người thu hồi, chờ rời đi thiên kiếp không gian phía sau ta lại nghĩ biện pháp đưa người chữa trị. Như thế nào, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Tinh phẩm khôi lỗi trong con mắt quang mang ảm đạm xuống, tiến vào trạng thái chờ. Tống Thư Hàng cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng thu vào, một tấc thu nhỏ túi bên trong. Làm xong hết thảy phía sau Thư Hàng lại quay người nhìn về phía hai cái ngồi xổm đầu ôm phòng trạng thái cùng một cái quỷ xuống đất trạng thái tiền bối. Hắn, huyền thánh, xem như cơ chí vượt qua, nhưng ba vị này tiền bối muốn làm sao? Tống Thư Hàng trong tay cũng chỉ có một thiên, trình lâm, cho nên cũng vô pháp cho ba vị tiền bối cung cấp trợ giúp. Cho nên, hắn có thể làm chính là ở trong lòng yên lặng vì ba vị tiền bối dâng lên chúc phúc. Thiên niên đệ nhất thánh Tống Thư Hàng hoàn tất, tiếp xuống liền đến phiên thiên niên đệ nhị thánh thất sinh phù phủ chủ. Thất sinh phù phủ chủ trước đó một mực ở vào trạng thái hôn mê. Bất quá, tại huyền thánh, sắp lúc mới bắt đầu, giữa thiên địa có một đạo nhu hòa lực lượng rót vào thất sinh phù phủ chủ thể nội đem hắn từ trong hôn mê tỉnh lại thân thể của hắn còn rất yếu ớt bất quá ý thức trước một bước thức tỉnh a à, ý thức khôi phục rồi ta thông qua phục sinh thủ đoạn trọng sinh sao thất sinh phù phủ chủ thầm nghĩ trong lòng trước đó tại cái kia một đợt đáng sợ đạn đạo thiên kiếp cộng xe tăng thiên kiếp bên trong bọn hắn hoàn toàn không có sức chống cự chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chết rơi độ kiếp thất bại nhưng cũng may ta còn sống. Còn sống liền tốt. Lần sau khi độ kiếp, nhất định phải tìm không người ở địa phương thận trọng độ kiếp. Thất Sinh Phù Phủ chủ thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời, hắn nội thị mình bây giờ trạng thái, nhìn xem bản thân ở trong thiên kiếp chết mất phía sau sau khi sống lại trạng thái như thế nào. Vừa mới kiểm tra lúc, Thất Sinh Phù Phủ chủ giật nảy mình. Trong cơ thể hắn, nguyên bản tứ phẩm tiên thiên chân nguyên đã toàn bộ đổi thành ngũ phẩm linh lực không chỉ có như thế, tại hắn bản mệnh trong đan điền, có một cái kim đan lẳng lặng lơ lửng. Trên kim đan, có rất nhiều long văn theo kim đan chấp động. Kim đan, ta tấn cấp thành công, thất sinh phù phủ chủ không dám tin. Hắn lập tức bắt đầu đếm lên trên kim đan long văn. Một đầu, hai đầu, ba đầu, bảy đầu, tám đầu. Bát long văn, lại là bát long văn kim đan. Đây quả thực là to lớn kinh hỉ ngoại trừ cái này bát long văn kim đan bên ngoài tại hắn bản mệnh trên đan điền tựa hồ còn có một cái ấn ký nhìn kỹ có thể vừa ý sách chữ chính là đạo hiệu của hắn cái này ấn ký là cái gì thất sinh phù phủ chủ trong lòng hiếu kỳ ý thức tiếp xúc cái này ấn ký sau một khắc rất nhiều tình cảnh tràn vào đến trong đầu của hắn trước là tại hạ hắn lâm vào hôn mê tiếp theo là tầng một màn sáng ra hiện ở trên người hắn thân thể của hắn chủ động tiến vào, ôm đầu ngồi xổm phòng cái này sợ tốt tư thế. Lại nói tiếp là hàng lâm cộng tống thư hàng công nước kim quang hóa thân nữ đế bổ ra thiên kiếp một màn. Cuối cùng chính là hắn một màn. Người trước hiện thân, má ơi, đây là có chuyện gì? Thất sinh phù phù chủ đầu tiên là giật mình. Sau đó, hắn lệ rơi đầy mặt, không sống được đấy, không muốn sống đấy. Đang lúc phù chủ lúc tuyệt vọng, càng tin tức trọng yếu tràn vào đầu óc hắn đến phiên hắn bắt đầu huyền thánh giảng pháp. Huyền thánh giảng pháp, ta, thất sinh phù phủ chủ một mặt mộng bức. chương 1034, thất sinh phù phủ chủ thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Ta nói cái giám A gạch dưới thất sinh phù đặc biệt tâm tắc. Rõ ràng hắn chỉ là độ cái, 4 tấn 5, thiên kiếp, kết quả không hiểu thấu liền nhân tiền hiển thánh. Nhân tiền hiển thánh thì cũng thôi đi, hắn vẫn là lấy ôm đầu ngồi sổng phòng cự túng tư thế biểu hiện. Hiện tại, toàn địa cầu không, là toàn vũ trụ tăng thêm tất cả vị diện người tu luyện, đều thấy được hắn ôm đầu ngồi xổm phòng cự túng một màn. Mà lại, nhân tiền hiển thánh thời điểm, hắn, thất sinh phù phủ chủ, đạo hiệu in dấu tại chỗ có đạo hữu não khỉ, thiên hạ không ai không biết đại danh của hắn. Về sau hắn còn thế nào gặp người a à? Thiết nghĩ một hồi, tương lai ngày nào đó hắn gặp cái trước non nớt đạo hữu. A, à, vị này mới đạo hữu người tốt, ta là thất sinh ta biết ngài chính là thiên niên đệ nhị túng huyền thánh, thất sinh phù phủ chủ. Ngài lúc ấy khi độ kiếp, ôm đầu ngồi sổng phòng, tư thế ta đều nhớ đấy. Ngọa Thảo, không muốn sống đấy, không sống được đấy. Đang lúc thất sinh phù phủ chủ trong đầu suy tư ngàn vạn thời điểm, đột nhiên hắn cơ thể hơi chấn động, tiến vào huyền thánh giảng pháp, dự bị trạng thái. Khoảng cách giảng pháp bắt đầu còn có 30 giây thời gian. Chờ dưới, ta muốn nói cái gì a? À? chỉ ít cho ta thiên bản thảo a thất sinh phù phù chủ hoàng hốt hắn một cái tân tấn ngũ phẩm linh hoàng có thể nói cái gì a à? hắn không khỏi quay đầu nhìn về tống thư hàng tỉnh phương hướng đối tống thư hàng mãnh liệt trước mắt vừa rồi xuyên thấu qua bản thân thành ấn hắn giải được thư hàng tỉnh tựa hồ nói một thiên rất lợi hại giảng pháp cho nên tỉnh còn có không có ham muốn bản thảo viện trợ ta một chút tống thư hàng đối thất sinh phù phù chủ dung dắt hắn thật sự lực bất tòng tâm thất sinh phù phủ chủ. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Phủ chủ bắt đầu rảo câu nước suy tư. Thế lực sau lưng hắn phi thường khổng lồ, trong cuộc đời đã từng nghe qua không ít lão tiền bối giảng pháp. Nhưng là những ngày giảng pháp nội dung, không thích hợp hắn mà nói. Mà lại, huyền thánh giảng pháp là diện hướng về thiên hạ tất cả người tu luyện, trong đó liền bao quát cho hắn giảng pháp những cái kia lão tiền bối. Nếu là hắn dám ngay ở những cái kia tiền bối trước mặt, đạo văn bọn hắn giảng pháp nội dung, quay đầu sẽ bị lão tiền bối đánh cứt. Vậy liền nói một chút ta kinh nghiệm của mình. Thất sinh phù phù chủ về suy nghĩ một chút cuộc đời của mình, đời này của hắn là cái viết kép bi kịch. Phù chủ lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, du lịch thế giới ưng thuận rất nhiều hoành nguyện đại thệ, có đôi khi một ngày liền hứa mấy cái nguyện, hứa hạ lời thề đều viết đầy một cái màu đen bản bút ký. Kết quả mua dây buộc mình, đến bây giờ đều vẫn chưa hoàn thành tất cả lời thề, đơn giản tất vuông loại kinh nghiệm này quả thực là hắc lịch sử, hắn làm sao có thể lấy ra giảng. Nếu như kinh lịch không thể nói, cái kia có thể nói cái gì? Nói một chút ta độ kiếp kinh nghiệm. Nói cái giam A, à, lần này độ kiếp, hắn hãy cùng cá ướp muối đồng dạng, nửa đường liền rất mạng. Về sau một mực duy trì, ôm đầu ngồi sổng phòng, tư thế, không hiểu thấu liền vượt qua thiên kiếp sau còn gọ sát cái nhân tiền hiển thánh. Người không biết, còn tưởng rằng hắn đã tấn thăng bát phẩm, nhưng trên thực tế hắn chỉ là tám long văn kim đan, ngũ phẩm linh hoàng. Điều này cũng không có thể giảng, vậy cũng không thể giảng, ta muốn nói cái gì. Thất sinh phù phủ chủ nghĩ tới nghĩ lui, bản thân tựa hồ chỉ có, phù đạo, một hạng có thể cùng mọi người chia sẻ một chút kinh nghiệm. Nhưng hắn phù đạo một hạng, bị giới hạn cảnh giới, cũng chỉ có tứ phẩm trình độ. Mặc dù hắn tại phù đạo thượng rất có thiên phú, nhưng bát phẩm huyền thánh giảng pháp, giảng lại là tứ phẩm tả hữu phù đạo, bước cách quá thấp thất sinh phù phù chủ trong lòng cực kỳ xoắn suýt. Đúng lúc này, thân thể của hắn lại là hơi chấn động một chút. Giảng Pháp thế giới trực tiếp bắt đầu. Huyền thánh giảng Pháp, thất sinh phù phù chủ, xin bắt đầu người biểu diễn. Toàn vũ trụ phần lớn người tu luyện đều ngừng đầu, vỉnh tai lắng nghe thiên nhiên đệ nhị thánh, giảng Pháp. Đệ nhất thánh, bá tống huyền thánh, giảng Pháp như thế đặc sắc, thứ hai thánh, thất sinh phù huyền thánh, mặc dù độ kiếp tư thế sợ một chút, nhưng hắn cũng là thật sự huyền thánh, giảng pháp nội dung dùng cũng sẽ không quá kém a. À. Tất cả mọi người trong lòng đều đầy cõi lòng chờ mong. Cùng tống thư hàng ra thần thức khác biệt, thất sinh phù phủ chủ không có, công đức xà mỹ nhân, làm bạn, chỉ là thật đơn giản xuất hiện tại, huyền thánh giảng pháp trong tấm hình. Hắn toàn đen sắc áo khoác pháp bào, ở trong thiên kiếp tổn hại, bộ dáng có chút hỏng bét. Bất quá, khi huyền thánh giảng pháp, chính thức lúc bắt đầu Phù chủ thể nội thánh ấn chủ động thép, ra khiếp người quang mang, đem cả người hắn bao phủ. Thanh ấn chủ động cho thất sinh phù phù chủ quét tràn đầy uy nghiêm. Thất sinh phù phù chủ thở dài, cuối cùng nhắm mắt lại, bờ môi hé mở, chuẩn bị kiên trì đi giảng bản thân phù đạo. Bước cách thấp điểm liền thấp điểm đi, hắn chỉ có thể câu mình cố gắng, đem chính mình lý giải phù đạo hướng chư thiên vạn giới người tu luyện giảng giải. Nhưng cầu không thẹn với lương tâm đang lúc Thất Sinh Phù Phủ chủ chuẩn bị mở miệng thời điểm, bên tai của hắn đột nhiên truyền đến một cái bình tĩnh thanh âm cô gái, muốn bản tử sao? A, à, Thất Sinh Phù Phủ chủ bộ mặt có chút cứng đờ, cũng may có thánh ấn quang mang đem hắn bao phủ, để hắn bộ mặt biểu lộ biến hóa không có bị chư thiên vạn giới, người tu luyện phát giác. Người muốn bản tử sao? Giảng pháp lúc có thể dùng tới bản tử ghi chép một lần hoàn chỉnh, huyền thánh, cấp bậc giảng pháp mà lại không có bản quyền dây dưa cái chủng loại kia ngươi có muốn không cái kia bình tĩnh thanh âm cô gái lại nói ngươi là ai thất sinh phù phủ chủ nói ngươi còn không có phát giác ra được sao trước đó thế nhưng là ta một mực trợ giúp lấy ngươi khiêng thiên kiếp nếu như không có ta bảo vệ ba người các ngươi đã sớm chết rồi cái kia bình tĩnh thanh âm cô gái lại nói là nàng thư hàng tỉnh ném ra cái kia nữ khôi lỗi ngươi muốn cái gì thất sinh phù phủ chủ nói Lúc này hắn đã tới không kịp cân nhắc vì cái gì khôi lỗi trong tay sẽ có, Huyền Thánh giảng pháp bản thảo. Dù sao, chỉ cần có thể cầm tới cái này bản thảo liền thành. Sửa chữa thân thể ta cần không ít vật liệu, ta cần quyến thu thập vật liệu, chữa trị thân thể. Cái kia bình tĩnh thanh âm cô gái nói. Thành giao, thất sinh phù phù chủ đạo chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết sự, cái kia đều không gọi sự. Vậy ngươi buông lỏng tinh thần, thừa dịp ngươi và ta ở giữa liên hệ còn không có cắt ra ta đem cái kia giảng pháp bản tử truyền lại cho ngươi. Cái kia bình tĩnh giọng nữ nói. Khôi lỗi coi như bị tống thư hàng thu vào, một tấc thu nhỏ túi, bên trong, nhưng nàng cùng phù chủ ba người ở giữa liên hệ không gãy điểm ấy, từ phía sau thiên nhai tử đạo trưởng thường viễn tử còn duy trì cử túng tư thế cũng có thể thấy được. Xin nhanh lên một chút, ta huyền thánh giảng pháp đã bắt đầu rất lâu. Thất sinh phù phù chủ nói. Yên tâm đi cam đoan để ngươi hài lòng, nữ tử bình tĩnh nói chư thiên vạn giới. Vị này thứ hai thánh vì cái gì còn chưa bắt đầu giảng pháp. Là chưa nghĩ ra muốn nói cái gì sao? Có phải hay không là trong bụng không có hàng, cho nên giảng không ra đồ vật tới? Không hổ là thiên niên đệ nhị túng thánh. Sẽ không, nói thế nào cũng là huyền thánh, có thể là nghĩ đến muốn nói cái gì nội dung a à? Huyền thánh nhóm nắm giữ tri thức là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Tùy tiện giảng thứ gì, đều đủ chúng ta được lợi cả đời gặp thất sinh phù phù chủ nửa ngày đều không nói, trong đám đạo hữu cực kỳ bắt gấp. Hoàng Sơn Trân Quân, cái này quá lúng túng, tùy tiện giảng vài câu A. À. Lệ chi tiên tử, ta có chút cảm đồng thân thụ, nếu như đem ta đổi được thất sinh phù đạo hữu vị trí, chỉ sợ cũng phải cứng nhắc nói không nên lời một câu. Dù sao giống tống thư hàng tỉnh như thế cơ trí lại may mắn có một thiên, huyền thánh giảng Pháp, có thể nói đạo hữu thực sự quá ít buồn bã lặng yên huyền thánh giảng pháp đối thất sinh phù đạo hữu tới nói quả thực là tra tấn ta đều có chút nhìn không được hy vọng huyền thánh giảng pháp nhanh lên kết thúc bắc hà chân quân nói xong tương lai chỉ ít thời gian một năm bên trong thất sinh phủ đạo hữu chỉ sợ đều sẽ không xuất hiện cuồng đao tam lãng nói chủ yếu là phủ chủ ra mặt quá mỏng kỳ thật vì tiện giảng điểm cái gì cũng tốt ha. À. nếu như hắn giảng phù đạo cũng không tệ có lẽ có thể là hắn đối yêu cầu của mình quá cao hoàng sơn chân quân thở dài dạng này trầm mặc đi xuống quá lung túng nói không chừng sẽ trở thành phủ chủ chưa tới tu luyện thượng tâm ma bên trong đạo hữu rất lo lắng lúc này không ai có tâm tư nói đùa thất sinh phù phủ chủ phía sau thế liệt tuyên cái này ra hỏa quá tuyệt vọng rồi thời gian này đem chúng ta mấy lão giả nói qua nội dung chuyển một thiên đi lên thấu hòa một chút cũng tốt a à. mặc dù lão phu chỉ là tôn giả cảnh giới nhưng dùng để huyền thánh giảng pháp cũng miễn cưỡng tính đạt tiêu chuẩn a." Có cái lão đầu cười khổ nói, "Chính là bởi vì hắn rất thực sự, lúc tuổi còn trẻ hứa qua lời thề đều từng cái đi hoàn thành, cho nên chúng ta mới hội tín nhiệm hắn như thế không phải sao?" Lại có cái lão giả nói, "Tin tưởng hắn đi, lấy tuyên tính cách, sẽ không bị tùy tiện đánh ngã." Ta nhìn hắn dùng đang nổi lên cảm xúc, nói không chừng hắn biết mở giảng hắn, phù đạo. Đang lúc chư thiên vạn giới lấy có thất sinh phù phù chủ thế lực sau lưng thảo luận thời khắc, huyền thánh giảng pháp bên trong thất sinh phù phù chủ đột nhiên đứng lên. Đến rồi đến rồi, vị này thiên niên đệ nhị thánh phải có động tác. Chư thiên vạn giới trở lấy nghe pháp người tu luyện kích động lên. Thất sinh phù phù chủ đứng lên phía sau sau đó hướng tứ phương đi bảy bước. Tiếp đó, tại chư thiên vạn giới người tu luyện chú mục dưới, phù chủ một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, trầm giọng nói thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn trong nháy mắt, chư thiên vạn giới người tu luyện toàn bộ cứng lại rồi. Bên trong, Hoàng Sơn Trân Quân, Lệ Chi Tiên Tử, Bắc Hà Trân Quân, chúng đạo hiếu, thất sinh phù đạo hiếu, là triệt để bị hư sao. Đợi chút nữa, có biến hóa, lúc này, tạo hóa Pháp vương lên tiếng nói. Chỉ thấy thất sinh phù phủ chủ nói xong, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, phía sau từ trên người hắn có trói mắt Phật Quang phổ chiếu đi ra phủ chủ dưới chân, có một đóa Phật môn kim liên thép, đem thân hình của hắn vững vàng nâng. Thất sinh phù phủ chủ cả người bị Phật quang bao khỏa, uy nghiêm rối tinh dối mù. Đây là có chuyện gì? Đạo hữu nhóm một mặt mộng bức. Vân Du Tăng thông huyền, trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Tạo hóa Pháp Phương, Ngọa Thảo, Phật môn Kim Liên còn có đầy trời Phật Quang. Đây là Phật môn chân chính đại pháp lực, đại trí tuệ, đại uy nghiêm, đại từ bi cao tăng giảng Pháp lúc mới sẽ có được dị tưởng. Thất Sinh Phù đạo hữu lúc nào có tinh như vậy sâu Phật môn tu vi. Mà tại Phật Quang Bao Phủ bên trong, Thất Sinh Phù phủ chủ mở miệng giảng pháp Phật pháp. Chương 1035, Cổm đao tứ lãng. Về sau, Thất Sinh Phù phủ chủ liền duy trì cái kia, duy ngã độc tôn, tư thế bắt đầu giảng thuật Phật pháp ảo diệu. Tại hắn giảng pháp thời gian bên trong, cũng là có đại đạo thanh âm nương theo, có kim liên lúc ẩn lúc hiện, có vô số la hán, cao tăng hư ảnh biến ảo ngồi hàng hàng tại thất sinh phù phủ chủ dưới thân, nghiêm túc nghe Pháp. Toàn bộ giảng Pháp tràng diện đại khí bàng bạc. Chư thiên vạn giới các tu sĩ lại một lần nữa nghe như si như say. Mặc dù rất nghi hoặc vì cái gì, thất sinh phù phủ chủ, vị này rõ ràng là đạo gia huyền thánh, biết mở khẩu giảng thuật Phật Pháp. Nhưng bây giờ đám người không ai sẽ để ý điểm này. Huyền thánh giảng Pháp, quả nhiên là ngàn khó khó gặp một lần, gặp được liền không thể bỏ qua. Còn nữa, phía trước đã có bá tống cao tăng đạo Pháp tinh thâm, hiện tại thất sinh phù phủ chủ Phật Pháp vô biên cũng có thể lý giải. Cái kia đến, Phật vốn là đạo mà. Dương Hòa Thượng Tông Môn, Dương Hòa Thượng ngẩng đầu nhìn bên trong thất sinh phù phủ chủ, sau đó hắn xoay đầu lại hướng sư phụ vô âm tử nói, sư phụ, ta quả nhiên vẫn là muốn nhập Phật Môn. Vô âm tử, thảo 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 thảo, thảo thảo thảo. Ta có một vạn câu mụ mại phê, ta hiện tại liền muốn giảng. Thất Sinh phù phù chủ giảng pháp tiếp tục thời gian cũng không dài, rất nhanh liền chuẩn bị kết thúc. Cửu Châu nhất hào quần tạo hóa pháp phương ngã Phật từ bi, Thất Sinh phù đạo hữu phe này giảng pháp xuống tới, bần tăng tâm cảnh công lực đều có chỗ tăng cường. Lần này giảng pháp liền đã giảm bớt đi bần tăng 10 năm công lực. Trong đám đạo hữu cái này mới phản ứng được tạo hóa pháp phương, mặc dù giữ lại tiêu sái tóc dài, nhưng hắn là bình thường đệ tử Phật môn. Thất Sinh phù phù chủ giảng pháp đã giảm bớt đi Thích Ca Mâu Ni 10 năm khổ tu, nói cách khác, khoảng cách Thích Ca Mâu Ni tấn thăng bát phẩm lại nhanh 10 năm sao. Đây thật là một cái để cho người ta lá gan rung động tin tức. Vân Du Tăng Thông Huyền, ngón tay cái biểu lộ. Không chỉ có là Thích Ca Mâu Ni, Thông Huyền Đại Sư cũng được ích lợi không nhỏ. Toàn bộ Phật môn tu sĩ, tại nghe xong thất sinh phù phủ chủ giảng Pháp phía sau đều thu hoạch rất nhiều. Liền xem như đạo tông tu sĩ, loại suy, cũng có thể được không ít thu hoạch. Tống Thư Hàng giảng đạo tạng, thất sinh phù phù chủ giảng Phật Pháp. Hai lần, huyền thánh giảng Pháp, xuống tới, Phật đạo hai nhà thành thu hoạch lớn nhất lưu phái. Trận này, huyền thánh giảng Pháp, thật sự là tàm môn. Tống Thư Hàng tiểu hữu có thể giảng giải đạo tạng nguyên nhân, chúng ta còn có thể hiểu được. Nhưng thất sinh phù phù chủ vì sao có thể giảng như thế tinh diệu Phật Pháp. Cái này quá không khoa học, cũng quá không tu chân. Luôn cảm giác, phía dưới hai vị huyền thánh, mở miệng giảng giải yêu tộc bảo điển hoặc là ma đạo thần công, chúng ta đều sẽ không ngoại ý." Bắc Hà tán nhân cảm thán nói. "Cuồng Đao Tam Lãng, ta cảm giác diện ngàn năm đệ Tam Thánh, hội làm một đợt đại tử. Ngươi cho rằng người trong cả thiên hạ đều giống như ngươi a?" Bắc Hà tán người cười nói. "Trực giác, Cuồng Đao Tam Lãng nói, tu sĩ trực giác không nên xem thường. Hồ Trung Nguyệt tiên tử Vũ Nhu tử, Tam Lãng tiền bối cảm giác đệ Tam Thánh sẽ như gì tìm đường chết." đồng dạng là tên mang tam số lượng có lẽ ngài cùng vị này đệ tam thánh thật sự rất hữu duyên mặt khác ta cảm giác sưng hào bên trong mang tam tổng là đặc biệt hội tìm đường chết vũ nhu tử chân tướng tô thị a à thất khen sưng trong chữ mang tam tổng là đặc biệt hội tìm đường chết cộng một ta nghĩ nghĩ tỷ như tính hắc quẻ kim ngân đồng thiết đồng quái xếp thứ ba quả nhiên cũng cùng ba hữu duyên bắc hà tán nhân cười ha hà còn có tống thư hàng tiểu hiếu, đã từng kém một chút có cái gọi bá đao tống tam đạo hiệu, đoạn thời gian kia hắn cũng đặc biệt hội tìm đường chết. Đông phương lục tiên tử nói bổ sung, các ngươi vừa nói như thế, ta liền nhớ lại chúng ta thiên hà tô thị, tô thị A Tam, hắn cũng đặc biệt hội tìm đường chết. Đã từng, hắn ưa thích bồi dưỡng thiên phú cường đại đệ tử, sau đó một bên nghiêm túc dạy bảo đệ tử, một bên khác lại vụng trộm mở bí danh, thông qua các loại ức hiếp loại hình thủ đoạn, trở thành đệ tử cả đời cường địch. Cuối cùng tại một số năm sau, chờ đệ tử tu luyện tới cảnh giới nhất định, liền để bí danh chết ở đệ tử trong tay. Nghe nói lúc ấy hắn chơi nhất này thời điểm, trong vòng 2 năm sẽ chết ba cái bí danh. Tô Thị A thất nói, bất quá về sau, tìm đường chết đã ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tự thân tu luyện. Vì sửa lại chính hắn tìm đường chết mau bệnh, có một ngày hắn hạ quyết tâm, đem đạo hiệu của mình đổi thành Tô Thị A tứ, kể từ ngày đó, hắn liền không có còn như vậy tìm đường chết qua, cho nên chúng ta nhà Tô Thị A Tam cùng A Tứ, kỳ thật đều là một người đến. Cuồng đao tam lãng. Một lát sau, trong đám đạo hữu phát hiện, cuồng đao tam lãng yên lặng đem chính mình tại trong đám đạo hiệu đổi thành cuồng đao tứ lãng. Huyền thánh giảng pháp kết thúc. Thất sinh phù phủ chủ nặng nề nhẹ nhàng thở ra mặc dù giảng chính là Phật Pháp, nhưng đích thật là huyền thánh cấp trở lên. Hắn lần này, huyền thánh giảng Pháp, xem như thuận lợi vượt qua. Theo hắn kết thúc, trung quanh Phật Quang, Kim Liên, La Hán hư ảnh toàn bộ tiêu tán. A, à, Thất Sinh phù huyền thánh không có ăn Kim Liên sao? Vì cái gì không thừa dịp Kim Liên không có biến mất trước ăn một đợt? Còn có những cái kia La Hán, hẳn là cũng có thể ăn a. À. La Hán kích cỡ nhìn so sánh lớn, bắt đầu ăn hiệu quả hẳn là so sánh với một đợt bá tống huyền thánh, bạch liên hiệu quả muốn càng bổng mới đúng. Còn tốt Thất Sinh phù phủ chủ nghe không được chư thiên vạn giới các nơi người tu luyện giao lưu hoàn tất phía sau thất sinh phù phù chủ nghĩ nghĩ, lại trầm giọng nói cuối cùng, bần đạo còn có một câu chung ngôn, muốn cùng chư thiên vạn giới đạo hữu chia sẻ. Bần đạo, nói cách khác, thất sinh phù huyền thánh quả nhiên là đạo gia huyền thánh. Thân là đạo gia huyền thánh, Phật Pháp vậy mà giảng như thế trượt, cho quỷ A. Huyền thánh mỗi một vị đều là như thế tri thức huyền bác sao. Chư thiên vạn giới tu sĩ lại nhanh chóng thảo luận, thất sinh phù phù chủ thừa dịp, huyền thánh giảng pháp, nhanh lúc kết thúc, nói ta muốn nói cho đạo hữu là, lúc còn trẻ không cần loạn thể giảng hòa hoành nguyện, chuyện này rất trọng yếu, ta nhất định phải nghiêm túc cảnh cáo mọi người. Hoành nguyện đại thể nhất thời thoải mái, tương lai lại sẽ cho người thương tiếc trung thân. Sứt lời, thất sinh phù phù chủ nhắm mắt lại, không tái phát nói. Ao ao ao. Sau một khắc, chư thiên vạn giới người tu luyện ngưng tụ công đức chi lực, rơi vào thất sinh phù phù chủ trên thân. Đặc biệt là đến từ Phật môn Công Đức Chi Lực, phong phú dị thường. Thất sinh phù phủ chủ trên người Công Đức Chi Lực tăng lên điên cuồng, cũng cấp tốc sinh ra chất biến. Cuối cùng, phủ chủ Công Đức Chi Lực ngưng tụ thành một cái hình vuông hình dáng vật thể, cũng không biết tương lai cuối cùng sẽ diễn biến thành bộ dáng gì. Cái này hình vuông hình dáng vật thể, hẳn là vật gì đó hình thức ban đầu, hãy cùng Tống thư hàng lúc trước, người Diêm Công Đức Chi Quang, đồng dạng, chỉ cần lại ngưng tụ càng nhiều công đức chi lực thất sinh phù phù chủ công nước chi quang cũng có thể lần nữa thuê biến. Thất sinh phù phù chủ hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này, 4 tấn 5, thiên kiếp, mặc dù hung hiểm, kém một chút toi mạng, nhưng thu hoạch đồng dạng to lớn. Không đề cập tới để cho người ta hâm mộ, bát long văn kim đan, chỉ là cái kia mang theo vô thượng uy nghiêm, thánh ấn, còn có cái này một thân kinh khủng công nước chi quang, chính là cái khác phần lớn những người tu luyện, cả một đời đều không thể có được đồ vật. Đặc biệt là, thánh ấn, thân là bát phẩm huyền thánh chuyên môn ấn ký, còn có rất nhiều huyền diệu công hiệu. Chờ hắn quay đầu mây thẩm tra một chút, nhìn xem cái này, thánh ấn, đến cùng còn có cái gì công hiệu, nói không chừng có thể trở thành tương lai hắn tu luyện trên đường một đại hách. Trừ cái đó ra, trận này, huyền thánh giảng pháp, thất sinh phù phủ chủ mới thật sự là người được lợi. Trận này, Phật Pháp giảng pháp, trên thực tế chân chính, người nghe, chỉ có thất sinh phù phủ chủ bản thân một người, cái khác chưa thiên vạn giới những người tu luyện nghe được đều là tiếp sóng, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Thất sinh phù phù chủ hài lòng rút lui. Hắn đi vào tống thư hàng bên người, tạ ơn. Tiền bối không cần cảm ơn ta, muốn tạ người là nàng mới là. Tống thư hàng chỉ chỉ bản thân một tắc thu nhỏ túi. Cái này tinh phẩm khôi lỗi cùng thất sinh phù phù chủ ở giữa giao dịch, cũng không có dấu giếm tống thư hàng bởi vì nàng và cái khác ba vị tiền bối ở giữa liên hệ, là thông qua tống thư hàng vì chạm trung chuyển thất sinh phù phủ chủ mỉm cười ngồi vào tống thư hàng bên người bắt đầu ngồi điều tức phục dụng đan dược chữa thương tống thư hàng thì nhìn về phía khác hai tu tiền bối đồng thời lại nhìn mắt bản thân một tấc thu nhỏ túi sau đó thường viễn tử cùng thiên nhai tử có cơ hội từ tinh phẩm khôi lỗi tay ở bên trong lấy được một phần huyền thánh cấp giảng pháp sao giống nhau thất sinh phù phủ chủ ngàn năm đệ tam thánh thường viễn tử tại sắp huyền thánh thời điểm đạt được trị liệu từ trong hôn mê tỉnh táo lại cùng phủ chủ đồng dạng hắn cũng là ý thức trước tỉnh táo lại nhục thân sẽ chậm chậm khôi phục ý thức thanh tỉnh phía sau hắn trước tiên nội thị trạng thái bản thân ta à, ta đã độ khiếp thành công thường viễn tử kinh ngạc nói hắn vậy mà đột phá ngũ phẩm kim đan tấn thăng đến lục phẩm chân quân cảnh giới thường viễn tử lập tức nhãn tình sáng lên ta đã lục phẩm chân quân rồi, đây chẳng phải là nói, cơ hội của ta tới. Hắn còn nhớ bản thân lúc ấy ngăn chặn, biệt tuyết tiên cơ, tiên thuyền, hướng nàng cầu ái lúc hình ảnh. Lúc đó cùng biệt tuyết tiên cơ ly biệt lúc, hắn còn hỏi thăm qua tiên cơ hắn nói, tiên cơ, chờ ta lục phẩm về sau, chúng ta xong tu được chứ. Tiên cơ lúc ấy trả lời nói, chờ ngươi lục phẩm sau rồi nói sau, hiện tại đừng phiền ta, ta vội vàng, mặc dù biệt tuyết tiên cơ không có cho hắn một cái khẳng định trả lời chắc chắn, nhưng là đã hắn lục phẩm cảnh giới, cái kia liền có thể lại một lần nữa hướng biệt tuyết tiên cơ cầu ái. Trong hưng phấn hắn, không để ý đến trong cơ thể mình thêm ra tới thanh ấn, cũng không có để ý bản thân, ôm đầu ngồi xổm phòng tư thế. Đang lúc thường viễn tử trong đầu suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, đột nhiên, một cái ý niệm truyền đến trong đầu của hắn. Huyền thánh giảng Pháp, thường viễn tử sững sờ. Hắn không phải vừa mới tấn thăng lục phẩm chân quân sao? Vì sao lại xuất hiện Huyền Thánh? Mặc dù vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá khi hắn giải được Huyền Thánh là cái gì thời điểm, lập tức nhãn tình sáng lên. Chư thiên vạn giới, tất cả người tu luyện đều sẽ thấy ta giảng pháp một màn. Cái này, tất cả người tu luyện bên trong, tự nhiên cũng bao quát Hoa Hạ bây giờ thứ nhất tiên chủ biệt Tuyết tiên cơ. Đây quả thực là cơ hội trời cho. Thường Viễn Tử đứng lên, bắt đầu chỉnh lý bản thân dung nhan. Hôm nay, hắn muốn để người của toàn thế giới đều biết, hắn sâu yêu tha thiết biệt tuyết tiên cơ, vì nàng, hắn có thể nhận thầu toàn thế giới cá đường. chương 1036, Thường Viễn Tử Huyền Thánh muốn giảng phương pháp song tu. Đến mức trước đó nhân tiền hiền thánh lúc, ôm đầu ngồi sổng phòng túng giảng, đối với Thường Viễn Tử tới nói không đáng kể chút nào. Hắn thấy, tu sĩ nhất định phải có rộng lớn lòng dạ, liền điểm ấy túng dạng đều không tiếp thụ được, còn thế nào tu chân? Đương nhiên, cái quan điểm này cũng chỉ thích hợp thường viễn tử loại này tại một số phương diện thần tinh tương đối lớn người. Về sau, thường viễn tử ngẩng đầu ưỡn ngực, tiến vào, huyền thánh giảng pháp, tràng diệt. Cùng thất sinh phù phù chủ tâm thần bất định bất an so sánh, thường viễn tử phải bình tĩnh rất nhiều. Một lát sau, hắn cơ thể hơi chấn động. Huyền thánh giảng pháp, thường viễn tử, xin bắt đầu người biểu diễn. Chư thiên vạn giới, tất cả người tu luyện ánh mắt nhìn chăm chú thường viễn tử. Hôm nay thật sự là ngàn năm qua may mắn nhất sự, liên tiếp bốn vị huyền thánh độ kiếp. Phía trước đã có hai vị huyền thánh đặc sắc giảng Pháp, một giảng đạo tạng, một giảng Phật Pháp, đều tại tiêu chuẩn phía trên. Chư thiên vạn giới người tu luyện, bắt đầu chờ mong còn lại hai vị huyền thánh hội có cỡ nào đặc sắc. Thường viễn tử vuốt vuốt tóc, hắng giọng một cái. Người muốn bản tử sao? Lúc này, Tống Thư Hàng một tắc thu nhỏ trong túi tinh phẩm khôi lỗi lại lên tiếng hỏi, huyền thánh giảng pháp cần bản tử, ghi chép hoàn chỉnh cấp bậc huyền thánh giảng pháp, bản quyền phương diện cũng không có tranh chấp. Người có muốn không? Không, ta không cần, thường viễn tử tự tin cự tuyệt. Tinh phẩm khôi lỗi cũng không bắt buộc, bình tĩnh lại. Thường viễn tử tiền bối nhìn lòng tin mười phần, trong lòng của hắn đã có giảng pháp nội dung sao? Tống Thư Hàng cùng thất sinh phù phủ chủ đứng ở đằng xa, tiến vào người xem hình thức. Hiện tại chỉ chờ bốn vị huyền thánh giảng pháp toàn bộ sau khi kết thúc, tống thư hàng 4 người liền có thể rời đi cái này chết tiệt thiên kiếp thế giới, trở về chủ thế giới. Thường viễn tử đạo hữu lai lịch bí ẩn, có lẽ hắn sớm có phúc cảo tại ngực đi. Thất sinh phù phù chủ nói. Đang khi nói chuyện, trận thứ ba huyền thánh giảng pháp chính thức bắt đầu. Thật cao hứng, có thể có cơ hội này đứng ở chỗ này, cho chư thiên vạn giới đạo hữu giảng pháp. Ta cái này không quá biết nói chuyện, sẽ không giảng những cái kia thiên hoa loạn trụy hư thoại. Cho nên, ta chỉ có thể thành khẩn đem trong lòng mình, móc ra cùng mọi người chia sẻ. Thường viễn tử một mặt bình tĩnh, chậm rãi nói. Đang khi nói chuyện, hắn thánh ấn cũng cùng thất sinh phù phủ chủ thánh ấn đồng dạng, tản mát ra uy nghiêm quang mang, đem hắn bao phủ. Để hắn nhìn tràn đầy uy nghiêm. Quyền thánh giảng Pháp là cái đại bình đài, mượn hôm nay cơ hội, ta nghĩ cùng mọi người giảng một số tương đối không giống bình thường nội dung. Thường Viễn Tử tiếp tục nói. Chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện đều bị hấp dẫn ánh mắt. Không giống bình thường, phía trước đã có đạo tạng giảng giải, cùng cao thâm Phật pháp diễn thuyết. Hiện tại, vị này Thường Viễn Tử huyền thánh không giống bình thường giảng pháp lại là cái gì? Công pháp ma đạo, yêu tu bảo điển, thậm chí có thể là hệ thống tu luyện, hoặc là dứt khoát là cổ vu loại hình thiên môn hệ thống tu luyện. Chư thiên vạn giới người tu luyện lập tức liền bị hấp dẫn mà lúc này thường viễn tử trầm giọng nói mọi người biết cái gì gọi là cầu ái sao tống thư hàng thất sinh phù phủ chủ chư thiên vạn giới người tu luyện lời này để cho người ta cũng không biết muốn làm sao kéo hắn gốc dạ đợi chút nữa chẳng lẽ vị này thường viễn tử huyền thánh phải cho ta nhóm giảng giải hợp thể song tu đặc thù pháp môn sao chư thiên vạn giới người tu luyện bên trong có người hai mắt sáng lên nói hợp thể song tu tại tu chân giới một mực lưu truyền rộng rãi. bất quá tại tu chân giới lưu truyền phương pháp song tu hiệu quả đều rất bình thường. chân chính nắm giữ lấy song tu mũi nhọn công pháp toàn bộ tu chân giới đều không mấy nhà. cho nên nghe được thường viễn tử bắt đầu giảng cầu ái cái đề tài này lúc rất nhiều người trong lòng hơi động bị nhắc lên khẩu vị. cái gọi là cầu ái là thư hùng cá thể ở giữa lấy giao hợp giao phối làm mục đích tiến hành một loại hành vi giống được hướng giống cái bầy ra ưu điểm của mình cùng cường đại thu hoạch được khác phái tán đồng thường viễn tử chậm rãi nói đang khi nói chuyện thánh ấn chủ động cho chủ nhân của mình ra chỉ uy nghiêm chi quang rõ ràng chỉ là phổ thông phổ cập khoa học nhưng từ hiện tại thường viễn tử trong miệng nói ra lúc lại khiến người ta cảm thấy đặc biệt tin phục quả nhiên là muốn giảng phương pháp song tu bất quá giao hợp cùng giao phối là có ý gì Chẳng lẽ vị này thường viễn tử huyền thánh muốn giảng chính là yêu ở giữa phương pháp song tu sao?" Chư thiên vạn giới người tu luyện hiếu kỳ nói. Mà lúc này, tại Giang Nam địa khu, một vị nữ tử che mặt thái thì tay cứng lại rồi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không. "Con hàng này vậy mà thật sự nhân tiền hiển thánh, hơn nữa còn bắt đầu huyền thánh giảng pháp." Lại từ con hàng này giảng pháp nội dung tới nghe, Biệt Tuyết tiên cơ có loại dự cảm xấu khi chư thiên vạn giới người tu luyện đều đang mong đợi, thường viễn tử huyền thánh, giảng giải phương pháp xong tu lúc, thường viễn tử lại đưa tay, tế ra một món pháp bảo. Sau đó, hắn đưa tay tại pháp bảo thượng một chỉ, pháp bảo biến hóa thành một chương cổ cầm. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, thường viễn tử ngồi xếp bằng cổ cầm lại vừa vặn tốt lơ lửng ở vị trí thích hợp, thuận tiện hắn đàn tấu. Chư thiên vạn giới người tu luyện vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vị này thường viễn tử huyền thánh không theo sáo lộ ra bài a không phải muốn giảng hợp thể song tu pháp môn sao hiện tại lại biến ra cổ cầm muốn làm gì chẳng lẽ hắn muốn giảng giải phương pháp song tu cùng cổ cầm có quan hệ đang lúc những người tu luyện suy tư thời khắc thường viễn tử dọn xong đánh đàn tư thế sau đó hắn đưa tay tại cổ cầm thượng dùng sức phất một cái tranh tiếng đàn niếc tai khiến người ta cảm thấy hai lỗ tai vù vù nhưng kỳ dị là Tiếng đàn qua đi, chưa thiên vạn giới người tu luyện nhớ lại vừa rồi tiếng đàn lúc, nhưng lại chỉ cảm thấy tiếng đàn thư nhu vừa phải, tiếng đàn bên trong ẩn chứa một loại ngọt ngào hương vị. Vị này thường viễn tử huyền thánh tại cầm đạo bên trên, có được rất cao tu vi. Bước cách lập tức liền soát đầy. Mở màn tiếng đàn qua đi, thường viễn tử chính thức bắt đầu đàn tấu. Hắn một bên đánh lấy, một bên trong miệng bắt đầu hát lên, có mỹ nhất nhân này, gặp chi không quên một ngày không thấy này, tư chi như cuồng. Phượng phi cao tường này, tứ hải cầu hoàng. Bất đắc dĩ giai nhân này, lạp 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 á. Lạp 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 lạp, lạp 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 á. Thường viễn tử, lạp, nửa ngày, đều không đem từ hát đi ra. Một bài phượng cầu hoàng, hắn chỉ nhớ kỹ mở đầu vài câu, kết quả hát đến một nửa liền thẻ từ. Chỉ có thể dùng, lạp 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 rồi, đến thấu hòa. Lạp, ba câu, hắn phát hiện mình thực sự không cách nào đem phía dưới từ cho lạp đi ra thường viễn từ quả quyết từ bỏ bên cạnh đánh bên cạnh hát chuyên tâm nhất trí bắt đầu đàn tấu cổ cầm kể từ đó hắn diễn tấu tiếng đàn lại lên một cảnh giới cổ cầm bên trên có từng sợi mây khói bay lên trong hư không huyễn hóa thành các loại tư thái những này mây khói bốc lên đến giữa không trung phía sau hóa thành một phó tráng lệ tranh sơn thủy có núi có nước có hoa có cỏ tại cái này tranh sơn thủy bên trong có một phượng một hoàng uyển chuyển nhảy múa. Đây là có chuyện gì? Chư thiên vạn giới người tu luyện thấy cảnh này, nghi ngờ nói. Có tu sĩ suy đoán nói, vị này thường viễn tử huyền thánh, khả năng tu luyện đặc thù tiếng đàn công pháp. Hãy cùng trong truyền thuyết thiên ma cửu vũ đồng dạng, tiếng ca cùng vũ đạo bên trong đều mang đặc thù ma lực. Cũng không biết vị này thường viễn tử huyền thánh tiếng đàn, biến ảo tranh sơn thủy diện có cái gì đặc thù công hiệu. Có tu sĩ tinh tế thể ngộ tiếng đàn cùng hình ảnh phía sau lòng có cảm giác, ta mơ hồ cảm giác, đang nhìn cái này tranh sơn thủy, nghe tiếng đàn này lúc, tâm linh phảng phất bị gột rửa qua đồng dạng. Có lẽ tiếng đàn này có thanh tịnh tâm linh công hiệu. Nhưng cái này cùng song tu công pháp có quan hệ gì? Cùng cầu ái chủ đề cũng dựng không lên liên hệ a. Chẳng lẽ cùng trước đó thường viễn tử huyền thánh hát ca từ có quan hệ? Bài hát này từ nghe tựa hồ là phượng cầu hoàng ha có đối âm nhạc có hiểu biết tu sĩ nói đang lúc chư thiên vạn giới tu sĩ nghị luận ầm ý thời khắc thường viễn tử đưa tay tại cổ cầm thượng dùng sức phất một cái kết thúc cái này một khúc đàn tấu sau đó hắn con người khẽ nâng đem chính mình đẹp trai nhất một mặt hiện ra ở huyền thánh giảng pháp trong hình ảnh thường viễn tử trầm giọng nói một khúc phượng cầu hoàng hiến cho ngươi ta yêu nhất biệt viết tiên tử ngươi chính là trong lòng ta cái kia hoàng vô luận ngươi bay qua thiên sơn vạn thủy Ta đều sẽ như phượng nhất dạng sau lưng ngươi đi theo. Hôm nay, ngay trước chư thiên vạn giới người tu luyện trước mặt, ta phải nói cho ngươi, ta yêu ngươi. Chư thiên vạn giới đạo hữu đều có thể chứng kiến ta đối với người yêu. Mà lại, ta yêu không có bảo đảm chất lượng kỳ hạn chế, ta biết yêu ngươi cả một đời, vĩnh viễn. Biệt Tuyết Tiên Cơ. Trong nháy mắt, Tiên Cơ cảm giác xung quanh có thật nhiều chướng mắt ánh mắt ngưng tụ tới. Năm nay thực tiên yến vừa vặn còn thiếu một đạo áp chục món chính không biết, thịt kho tàu huyền tiên, món ăn này, các đạo hữu hội sẽ không thích. Chư thiên vạn giới người tu luyện. Mẹ nó, nguyên lai vị này huyền thánh, cũng không phải là muốn giảng song tu công pháp, cũng không phải muốn cho đạo hữu đàn tấu, thanh tịnh tâm linh, tiếng đàn. Vị này thường viễn tử huyền thánh chỉ là đơn thuần mượn, huyền thánh giảng pháp, mượn chư thiên vạn giới người tu luyện đều đang quan sát cơ hội, cường thế hướng biệt tuyết tiên cơ tỏ tình đây là cưỡng ép uy cầu lương có biết hay không chư thiên vạn giới còn có bao nhiêu tu sĩ duy trì độc thân trạng thái sao hành vi của ngươi đem dẫn phát bao nhiêu độc thân người tu luyện lửa giận cửu châu nhất hào quần bên trong đạo tôn ở trên vị này ngàn năm thứ ba huyền thánh thật sự tác tử cuồng đao tam lãng tam lãng trực giác của ngươi quá thần a à, thất bại tam lãng lui quần rồi cổ hồ quan chân quân hiếu kỳ nói cuồng đao tứ lãng không ta chỉ là sửa lại cái tên. Từ hôm nay trở đi, gọi ta cuồng đao tứ lãng. Cổ hồ quan chân quân, tứ lãng là cái quỷ gì, người đổi thành đạo này hào làm gì. Đạo hiệu của ngươi không phải, lãng bất quá tam, ý tứ, có cảnh giác bản thân không cần liên tục ba lần tìm đường chết ý tứ nha. Hiện tại, là muốn nới lỏng đối với mình tìm đường chết hước thúc, biến thành, lãng bất quá tứ, sao? Cuồng đao tứ lãng, phất tay gặp lại biểu lộ không còn là bạn thiên kiếp thế giới bên trong. Huyền Thánh, còn có thể dạng này chơi, Tống Thư Hàng kinh ngạc nói. Huyền Thánh nói theo một ý nghĩa nào đó thuộc về, nửa cưỡng chế, hình. Huyền Thánh tại độ kiếp sau khi thành công, nhất định phải giảng pháp. Nhưng Huyền Thánh nhóm nói cái gì, nhưng có yêu cầu. Bất quá ta nghĩ, đem giảng pháp biến thành cầu ái phía sau thường viễn tử đạo hữu liền không cách nào đạt được công đức chi lực ra chỉ đi. Trường 1037 xoát hỏa tiến cái nút ở đâu. Từ thái cổ đến nay, chưa từng có vị kia huyền thánh, sẽ ở huyền thánh giảng pháp bên trên hướng người yêu tỏ tình. Vừa đến, tu luyện đến huyền thánh cảnh giới này về sau, trên cơ bản tài lữ pháp địa cũng sẽ không thiếu. Thứ hai, huyền thánh giảng pháp là một cái soát công đức cơ hội tốt. Góp nhặt đại lượng công đức, đợt tiếp theo 8 tấn 9, kiếp tiên thiên kiếp lúc mới có nắm chắc hơn vượt qua. Cho nên, từ xưa đến nay, còn không có cái nào huyền thánh sẽ lãng phí, huyền thánh giảng pháp cơ hội. Cũng chỉ có tống thư hàng bọn người lần này cơ hội tương đối đặc thù, thường viễn tử căn bản không tới bát phẩm cảnh giới, lần này huyền thánh giảng pháp cũng là bạch bạch đạt được. Bạch bạch đạt được cơ hội, luôn luôn không cách nào làm cho người chân quý. Thất sinh phù phù chủ đoán chừng, thường viễn tử lần này, cầu ái, sau khi kết thúc, cái kia đại lượng, công đức hẳn là liền không có. Cùng phù chủ đoán đồng dạng, thường viễn tử sau khi kết thúc, trên người hắn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chư thiên vạn giới người tu luyện bị thường viễn tử hung hăng hố một thanh, không nguyền rủa hắn liền đã rất khá, lại làm sao có thể cho hắn soát công đức. Thường viễn tử cũng không thèm để ý, nói thật, hắn không thiếu điểm này công đức chi lực. Chỉ cần hắn muốn, tại bắt đầu dùng nhà mình tài nguyên tu luyện về sau, tốn thời gian mấy chục năm, cũng có thể soát đến một thân công đức. Cho nên với hắn mà nói, hướng biệt tuyết tiên cơ cầu ái so với soát công nước quan trọng hơn. Mà liền tại thường viễn tử từ, huyền thánh giảng pháp, trạng thái rời khỏi về sau, đột nhiên thân thể của hắn kịch liệt chấn động. Sắc mặt của hắn biến trắng bệch. Trong hư không, có vô số huyến tượng rơi xuống, đem hắn bao phủ trong đó. Thất sinh phù phủ chủ thấy thế, một tay lấy tống thư hàng kéo xa, nhanh chóng lùi về phía sau. Đây là cái gì? Tống thư hàng hỏi thất sinh phù phủ chủ là tâm ma kiếp tại sao có thể như vậy chúng ta không phải đã độ kiếp thành công không vì sao còn có tâm ma kiếp xuất hiện thường viễn tử thân thể bị huyễn tượng bao phủ cặp mắt của hắn mê ly lên nguyên bản bởi vì trọng thương sắc mặt biến càng thêm trắng bệch nhìn dáng lâm ở trên người hắn tâm ma cướp cực kỳ khủng bố cũng không biết hắn có thể hay không chống đỡ ở cái này sóng tâm ma kiếp tâm ma kiếp là rất chuyện riêng ngoại nhân cơ hồ không cách nào nhúng tay tu sĩ tâm ma cướp Tống Thư Hàng bây giờ biết đến duy nhất có thể đối tâm ma kiếp, tạo tác dụng, liền là linh điệp tôn giả phát tại, bên trong cái kia thiên văn chương bên trong nâng lên. Linh điệp tôn giả tại văn kiện bên trong nâng lên, tạo hóa pháp phương tiếng ca tại, phá tâm ma, phương pháp có hiệu quả nhất định. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, ta nghĩ, cái này đột nhiên xuất hiện tâm ma kiếp, có lẽ là huyền thánh giảng pháp nguyên nhân. Lúc này xa xa, truyền công cuồng, thiên nhai tử đạo trưởng đi vào tống thư hàng cùng thất sinh phù phủ chủ bên người. Sau đó muốn đến phiên hắn, huyền thánh giảng pháp, cho nên hắn đồng dạng sớm vừa tỉnh lại. Tại tỉnh lại lúc, hắn đồng dạng nội thị, cũng kích hoạt mình, thánh ấn. Kích hoạt thánh ấn về sau, hắn đạt được mình trong lúc hôn mê quanh thân phát sinh mọi chuyện đi qua ký ức. Thiên nhai tử đạo trưởng nhìn qua thường viễn tử, tiếp tục nói, cẩn thận suy nghĩ một chút, chúng ta rõ ràng đã độ kiếp thành công, nhưng ở kết thúc trước đó vẫn còn không cách nào rời đi cái thiên kiếp này không gian như vậy chỉ có một cái khả năng chúng ta thiên kiếp kỳ thật còn không có thực sự kết thúc cũng là thiên kiếp một bộ phận làm huyền thánh giảng pháp hoàn thành lúc hải lượng công đức chi lực giáng lâm trên người chúng ta từ đó triệt tiêu cuối cùng một đợt tâm ma kiếp còn nếu là đem huyền thánh giảng pháp xem như là đùa dỡn lời nói vậy liền không cách nào đạt được to lớn công đức chi lực cuối cùng một đợt tâm ma kiếp không cách nào bị triệt tiêu, liền trực tiếp giáng lâm tại tu sĩ trên thân. Thất sinh phù phù chủ đồng ý nói, thiên nhai tử đạo hữu suy đoán rất có đạo lý. Kể từ đó, huyền thánh giảng pháp tuyệt đối không thể khinh thị. Cái kia thiên nhai tử đạo hữu người đã chuẩn bị xong nội dung sao? Trong lòng hơi có chút nghĩ sẵn trong đầu, các người cũng biết, ta vì để tránh cho thiên kiếp, một mực tải tiến hành, truyền công, từ đó kéo dài tự thân thiên kiếp hạ xuống thời gian đây cũng là ta, truyền công cuồng, ngoại hiệu nơi phát ra. Thiên nhai từ tự diếu cười một tiếng. tiền bối, ngài hẳn là muốn giảng, truyền công, kinh nghiệm. Tống thư hàng khóe miệng co giật lời như vậy, còn không bằng để thiên nhai tử đạo trưởng từ mình tinh phẩm khôi lỗi cái kia mua cái bản từ đâu. Thiên nhai tử đạo trưởng lắc đầu nói, trên thực tế, truyền công, chỉ là ta kéo dài thiên kiếp giáng lâm thủ đoạn một trong. Ta có thể kéo riêng thiên kiếp giáng lâm trọn vẹn hơn 300 năm, dựa vào là như thế nào, chuyển công, một loại thủ đoạn. Trong tay của ta tổng cộng có 17 loại kéo dài thiên kiếp hàng lâm thời gian thủ đoạn, bất quá có mười mấy loại chỉ thích hợp thấp cảnh giới sử dụng. Ta đến lúc đó liền hướng chư thiên vạn giới người tu luyện giảng thuật một cái, kéo dài thiên kiếp giáng lâm, kinh nghiệm đi. Những kinh nghiệm này cùng thủ đoạn, hẳn là có rất nhiều tu sĩ có thể dùng tới. Người tu luyện bên trong, đỉnh tiêm một nhóm kia số lượng luôn luôn ít nhất, nhiều nhất người tu luyện vĩnh viễn là những cái kia đê giai thành viên. Thiên nhai tử truyền thụ cho kinh nghiệm, từ cảnh giới đi lên giảng so ra kém tống thư hàng trước đó đạo tạng giảng giải, cũng so ra kém thất sinh phù phủ chủ, Phật Pháp. Nhưng đối đê giai người tu luyện tới nói, lại rất có thể là có thể đồ vật bảo mệnh, đến lúc đó hắn nhất định có thể thu lấy được không ít công đức. Ta, huyền thánh giảng Pháp, muốn bắt đầu, thư hàng đạo hiểu, thất sinh phù đạo hiểu, làm phiền các người chiếu khán, thường viễn tử, đạo Hữu đi. Thiên Nhai Tử nói xong, sửa sang lại mình dung nhan, tiến vào Huyền Thánh giảng pháp trạng thái. Mà lần này, Tống thư hàng phát phát hiện mình, tinh phẩm khôi lỗi, cũng không có hướng Thiên Nhai Tử đạo trưởng chào hàng sách nhỏ chẳng lẽ dưới cái nhìn của nàng, Thiên Nhai Tử đạo trưởng giảng giải kéo dài độ kiếp kinh nghiệm cũng coi là hợp cách Huyền Thánh giảng pháp. Bởi vì có, thường viễn tử, vết xe đổ, Thiên Nhai Tử tiến vào Huyền Thánh giảng pháp trạng thái về sau, không có chơi đùa lung tung. Hắn một mặt nghiêm túc hình mượn từ thánh ấn phụ trợ khí chất của hắn sau đó hắn mở miệng thẳng vào chủ đề ta cùng phía trước ba vị thiên phú siêu quần tu sĩ khác biệt thiên phú của ta rất phổ thông mà ta muốn giảng đồ vật có lẽ cũng vô pháp hấp dẫn thiên phú siêu quần tu sĩ hưng thú ta muốn giảng đồ vật rất đơn giản cái kia chính là liên quan tới như thế nào đem tức sắp giáng lâm thiên kiếp kéo dài một đoạn thời gian thẳng vào chủ đề thiên nhai từ đạo trưởng giảng pháp trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều cấp thấp tu sĩ chú ý. Bắc Hà Trân Quân, Thiên Thọ, Thiên Nhai Tử thật muốn giảng, truyền công, kinh nghiệm. Lệ Chi Tiên Tử, Dược Hoàn về sau cấp thấp tu sĩ gặp gỡ tu sĩ cấp cao đột nhiên đến lôi kéo làm quen, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, nói không chừng liền bị dao động lấy chuyển hơn mấy chục năm công lực. Đông Phương Lục Tiên Tử, kỳ thật ta hiện tại càng muốn đi xem, biệt tuyết tiên cơ, dáng vẻ, ngay trước mặt chư thiên vạn giới được tỏ tình, nói thật nếu có anh tuấn tu sĩ ngay trước chư thiên vạn giới hướng ta tỏ tình ta nói không chừng lập tức liền sẽ hãm tiến vào lưu huỳnh tiên tử cộng một ta cũng thấy loại này tỏ tình rất lãng mạn hồ trung nguyệt tiên tử ta cũng vậy ta cũng vậy nếu có người dạng này hướng ta tỏ tình ta cũng sẽ cảm giác siêu tán chủ đề lập tức liền từ huyền thánh giảng pháp lệch ra đến lãng mạn tỏ tình đi thiên nhai tử đạo trưởng giảng nội dung cũng không phức tạp hắn từ đê dai, 2 tấn 3, thiên kiếp nhiều loại tỷ kiếp chi pháp bắt đầu êm tai nói. Chư thiên vạn giới cấp thấp tu sĩ, nghe như si như say. Một chút tu sĩ cấp cao cũng đem những phương pháp này ghi lại, bọn hắn tự thân không cần, nhưng bọn hắn luôn có đồ tử đồ tôn loại hình, chắc chắn sẽ có người phải dùng bên trên. Tống thư hàng cùng thất sinh phù phù chủ nhẹ gật đầu, xem ra thiên nhai tử đạo trưởng cái này một đợt ổn. Đồng thời, Hai người lại có chút bận tâm nhìn về phía, Thường Viễn Tử, đối phương vẫn còn tâm ma kiếp trạng thái, cũng không biết có thể hay không vượt qua. Tống Thư Hàng trong lòng âm thầm đang nghĩ, như chờ Thiên Nhai Tử đạo trưởng giảng pháp kết thúc, Thường Viễn Tử còn hãm tại tâm ma cướp bên trong, vậy liền thả một đợt, tạo hóa pháp phương chi ca cho Thường Viễn Tử đưa lên một cái trợ công đi. Nếu không, chờ Thiên Nhai Tử đạo trưởng giảng pháp kết thúc, nhóm người mình liền sẽ bị đưa ra thiên kiếp thế giới, nghĩ trợ công đều không có cơ hội thiên nhai tử giảng pháp, có ít người nghe rất mang cảm giác, nhưng có ít người nghe cảm giác rất không có ý nghĩa. Xem ra vị này thiên nhai tử huyền thánh cũng giảng không ra cái gì trò mới. Có chút cao dài tu sĩ thầm nghĩ trong lòng. Còn đã có người chuẩn bị đoạn đi, huyền thánh giảng pháp, quan sát trạng thái, đi làm việc mình sự tình đi. Mà đúng lúc này thiên nhai tử đạo trưởng sau lưng có một cái không gian kẽ nước trống rỗng sinh ra. Sau đó, một đạo áo trắng thân ảnh từ không gian kẽ nước bên trong chui ra, cường thế tiến vào thiên nhai tử đạo trưởng huyền thánh giảng pháp, hình tượng bên trong. Cái kia là một đạo như hồng trần trích tiên thân ảnh, tóc dài đen nhánh vẩy xuống ở sau lưng, mắt như tinh thần sáng tỏ chiếu người. Hắn vừa hiện thân, chư thiên vạn giới mấy tỷ tỷ ánh mắt liền như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, không tự chủ được đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Tống Thư Hàng, U. Thất sinh phù phủ chủ, U. Tại xem, huyền thánh giảng pháp, đạo hiếu, u. Biệt tuyết thiên cơ, u. Bạch tôn giả làm sao đột nhiên xuất hiện, hắn không phải còn đang bế quan sao. Tống thư hàng lập tức cảm ứng một cái mình hạch tâm thế giới có thể là bởi vì hắn đã độ kiếp thành công, hạch tâm thế giới chẳng biết lúc nào đã cùng hắn lần nữa khôi phục liên hệ, không còn là loại kia thiên sơn vạn thủy cảm giác. Bất quá, ở hạch tâm thế giới cùng, thiên kiếp thế giới, ở giữa, còn có một tầng cứng rắn cách trở. A, à, thư hàng các ngươi đều tại a." À. Bạch Tôn giả cười đối Tống thư hàng phất phất tay. "Bạch tiền bối ngài không phải đang bế quan sao?" Tống thư hàng hỏi. Bế đến một nửa lúc, đột nhiên lòng có cảm giác, sau đó ta trước hết đi ra độ cái kiếp, độ xong liền trở về." Bạch Tôn giả nói, "Đúng rồi, các ngươi cách ta xa một chút, thiên kiếp của ta liền muốn tới." Bạch tiền bối muốn tại Thiên Nhai Tử đạo trưởng, Huyền Thánh giảng pháp trực tiếp trạng thái dưới, tiến hành độ kiếp. Soát hỏa tiến cùng máy bay cái nút ở đâu, muốn hay không giận soát một đợt hỏa tiến duy trì. Chương 1038, Thiên kiếp ta đại đại ra giận soát một đợt hỏa tiến. Vị này mới xuất hiện áo trắng tu sĩ là ai a? Tại sao lại xuất hiện ở Thiên Nhai Tử Huyền Thánh, Huyền Thánh giảng pháp, hình tượng bên trong mà lại nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ là muốn độ kiếp. Vậy hắn muốn độ mấy phẩm thiên kiếp? chư thiên vạn giới bên trong có thật nhiều không biết bạch tôn giả người tu luyện trong lòng hiếu kỳ mà lại nghe vị này áo trắng tu sĩ ngữ khí lòng có cảm giác đi ra độ cái kiếp độ xong liền trở về quá tùy ý đi thiên kiếp chẳng lẽ là quá ra ra nghĩ độ liền độ mà nhận biết bạch tôn giả đạo hiếu nhào nhào nâng lên tinh thần bạch tôn giả muốn độ thiên kiếp cái kia chính là huyền thánh kiếp dạng này độ kiếp kinh nghiệm không dung bỏ lỡ mà lại những này nhận biết bạch tôn giả đạo hiếu, cũng muốn biết bạch tôn giả độ kiếp thủ đoạn. Thiên kiếp thế giới bên trong Tống Thư Hàng cùng thất sinh phù phủ chủ nghe được bạch tôn giả lời nói về sau, thật nhanh lui lại. Bạch tiền bối đây là muốn độ huyền thánh kiếp. Bọn hắn mới từ huyền thánh thiên kiếp bên trong trở về từ cõi chết, cũng không muốn lần nữa bị cuốn vào đến thiên kiếp bên trong. Đang lùi lại đồng thời, thất sinh phù phủ chủ tế ra một sợi dây thường trạng pháp khí, quấn lấy hãm sâu, tâm ma kiếp thường viễn tử trên thân, đem hắn kéo đi. Còn Thiên Nhai tử đạo trưởng, hắn vẫn còn huyền thánh giảng pháp, trạng thái bên trong hẳn là sẽ không bị Bạch Tôn giả thiên kiếp cuốn vào. Bạch Tôn giả cũng phát hiện sau lưng ngay tại giảng pháp, Thiên Nhai tử, thế là hắn chủ động tránh đi một chút khoảng cách, miễn cho khi độ kiếp đem Thiên Nhai tử cuốn vào. Kỳ dị là, Thiên Nhai tử huyền thánh giảng pháp hình tượng vẫn như cũ một mực khóa chặt Bạch Tôn giả vị trí. Dù cho Bạch Tôn giả cùng Thiên Nhai Tử kéo xa khoảng cách, thân hình nhưng như cố tại, Huyền Thánh giảng pháp trực tiếp hình tượng bên trong. Bạch Tôn giả đứng tại chỗ, tế ra, lưu tinh kiếm, về sau, lặng lặng chờ lấy Thiên Kiếp giáng lâm. Bạch Tiền Bối, ngài không bố trí một cái độ kiếp trận pháp sao?" Tống thư hàng lên tiếng hỏi. Bạch Tiền Bối có được tiện tay thành trận thủ đoạn, coi như thiên kiếp lập tức đánh đến nơi, nhưng những thời giờ này đầy đủ hắn bố trí không ít độ kiếp trận pháp a. Hôm nay không dùng được độ kiếp trận pháp, ta chủ yếu là nghiệm chứng mình mấy cái suy đoán." Bạch Tôn Giả trả lời. "Bạch Tôn Giả, bị trực tiếp đến Chư Thiên Vạn Giới. Ta nghe được cái gì? Vị này áo trắng tu sĩ nói nếu không dùng độ kiếp trận pháp đi độ thiên kiếp. Ta có nghe lầm hay không? Là chân chính có thực lực, vẫn là tìm đường chết? Hắn độ chính là mấy phẩm thiên kiếp, coi như thực lực cường đại tới đâu, cũng không nên cầm sinh mệnh của mình nói đùa a." À. Ngay cả độ kiếp trận pháp đều không bố trí, thật sự là quá xuất khí. Có đôi khi chính là như vậy, chỉ cần nhan giá chỉ cao đến mức độ nghịch thiên, coi như tìm đường chết cử động, cũng sẽ lộ vẻ rất xuất khí. Liền xông câu nói này, ta phấn người a, không biết tên áo trắng tu sĩ. Cứ như vậy huyền thánh giảng pháp, chân chính nhân vật chính thiên nhai tử đạo trưởng, tựa hồ bị không để ý đến. Ta, à, áo trắng tu sĩ tiến nhập không gian, cùng mấy vị huyền thánh độ kiếp không gian là cùng một thế giới chẳng lẽ hắn độ cũng là bát phẩm huyền thánh thiên kiếp. Đây là một vị tôn giả, có mắt nhọn tu sĩ phát hiện điểm này. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều tu sĩ đoán được Bạch Tôn giả muốn độ bát phẩm thiên kiếp, sự thật. Lúc này, thật hẳn là xoát một đợt hỏa tiễn, đáng tiếc không có xoát hỏa tiễn cái nút, thật sự là tiếc nuối. Bất quá rất nhanh, chư thiên vạn giới người tu luyện liền không lại tiếc nuối. Thiên kiếp thế giới, có thể là nghe được tiếng lòng của bọn họ một sóng lớn hỏa tiễn trạng vật thể bắt đầu thành hình. Chân chính, dẫn soát một đợt hỏa tiễn. Bạch tôn giả bình tĩnh nhìn lấy mình đỉnh đầu vị trí, kiếp lôi chi hải, mảnh này kiếp lôi chi hải phạm vi, so với tống thư hàng mấy người ngay lúc đó năm cộng một kiếp lôi biển còn muốn to lớn. Tống thư hàng cùng thất sinh phù phủ chủ lá gan rung động, luôn có loại mình lại bị cuốn vào đến kiếp lôi chi hải, ảo giác. Nhưng trên thực tế, cái này sóng thiên kiếp chỉ tập trung vào bạch tôn giả một người. Cùng tống thư hàng đám người độ kiếp quá trình khác biệt, khóa chặt bạch tôn giả thiên kiếp, không có thăm dò hình đợt thứ nhất, trực tiếp liền mở nổ. Kiếp lôi chi hải bên trong, vô số thiên kiếp đạn đạo, từ trên lôi hải hiển hiện, số lượng trên vạn. Bất quá, bạch tôn giả đợt thứ nhất thiên kiếp chỉ có, đạn đạo, không có thiên kiếp xe tăng thân ảnh. Hơn vạn mai thiên kiếp đạn đạo, giả thiên cái địa, không ngừng xuất hiện. Thiên kiếp đạn đạo bên trong, ẩn chứa thiên hỏa chi kiếp, kim chi kiếp, phong chi kiếp, tâm ma kiếp lực lượng, không chỉ là lôi kiếp đơn giản như vậy. Hỏa kiếp cùng kim loại lực lượng, tạo thành thiên kiếp đạo đạn, đạn đạo chi thân, lôi chi kiếp thêm gảy thiên kiếp đạo đạn uy lực. Phong chi kiếp tăng nhanh thiên kiếp đạo đạn tốc độ công kích, tâm ma kiếp tăng cường đạn đạo bảo tạc lúc sinh ra chấn nhiếp uy lực. Năm thảo, đây là cái gì? Đây là cái gì? Chư thiên vạn giới người tu luyện thật bị giật nảy mình. Bọn hắn mặc dù nói muốn giận soát một đợt hỏa tiến, nhưng từ không nghĩ tới cái này hỏa tiến muốn lấy dạng này hình thái xuất hiện thiên kiếp vậy mà hóa thành hỏa tiến mỗi một mai hỏa tiến đều là đạn đạo nhìn qua sinh động như thật tràn đầy hiện đại hóa công nghệ cao nguyên tố mà lại cái kia số lượng tiếp cận vạn mai có đối vũ khí hiện đại tràn đầy nghiên cứu người tu luyện nghẹn ngào kêu lên ta từ những này đạn đạo bên trong thấy được rất nhiều quen thuộc loại hình trong đó có mấy cái loại hình là nhân loại bình thường nhóm tại năm nay vừa nghiên cứu ra loại hình hình thể tuy nhỏ, nhưng uy lực cùng tốc độ càng hơn dĩ vãng. Đây quả thật là thiên kiếp sao? Thiên kiếp trộm người bình thường kho quân dụng sao? Thiên kiếp đây là ý gì? Nó muốn tiến hành hiện đại hóa sao? Nói đùa cái gì? Đáng chết, thiên kiếp như vậy chúng ta muốn làm sao đi độ? Đến cùng là cái này áo trắng tu sĩ thiên kiếp dị biến, vẫn là tương lai tất cả thiên kiếp đều sẽ sinh ra dị biến. Nếu như tất cả thiên kiếp đều sinh ra dị biến, chúng ta trước kia những cái kia độ kiếp trận pháp còn hữu dụng sao? vị này áo trắng tu sĩ muốn làm sao đi độ cái thiên kiếp này hiện đại hóa thiên kiếp chưa từng nghe thấy nguyên bản đã vô cùng kinh khủng thiên kiếp nếu như tái sử dụng hiện hóa thay mặt khoa học kỹ thuật phương thức công kích chúng ta làm sao đi ứng phó cửu châu số một trong đám các đạo hữu mặt sắc ngưng trọng lên không nghĩ tới tống thư hàng tiểu hữu đề cập tới hiện đại hóa thiên kiếp thật thành sự thật trong đám gần nhất chuẩn bị độ kiếp đạo hữu cẩn thận một chút, làm tốt ứng đối biến dị thiên kiếp chuẩn bị. Hoàng Sơn chân quân trầm giọng nói, hắn vừa vặn muốn chuẩn bị tấn thăng thất phẩm, không nghĩ tới vừa vặn gặp được loại sự tình này. Tô thị A thất, trước đó tiểu thập lục khi độ kiếp, thiên kiếp liền sinh ra một chút dị biến. Ta ngược lại thật ra đã làm một ít chuẩn bị, nhưng bây giờ nhìn lại, thiên kiếp dị biến càng thêm khoa trương. Hắn là gần nhất muốn độ kiếp một thành viên. Linh điệp tôn giả, lão phu cũng muốn chuẩn bị cẩn thận, xem trước một chút bạch đạo hữu là ứng đối ra sao cái này sóng thiên kiếp, cũng tốt có chút chuẩn bị tâm lý. Linh điệp tôn giả từ khi lần trước, trường sinh giả trình lâm, động phủ một nhóm về sau, lòng có cảm giác, cũng đã đang chuẩn bị độ kiếp. Sược sư, hắn cũng là gần nhất muốn độ kiếp đạo hữu một trong. Đông phương lục tiên tử, gần nhất còn có đạo hữu muốn độ kiếp sao? Bị ngạn ma quân liền ở bên cạnh ta, có cần liên lạc một chút hắn, cùng hắn cộng đồng nghiên cứu một chút ứng đối hiện đại hóa thiên kiếp phương pháp. Ngoại trừ hoàng sơn tiền bối, linh nghiệp tiền bối, a à thất cùng dược sư bên ngoài tựa hồ cũng chỉ có hiến công tiền bối sắp độ kiếp rồi đi. hoặc là hiến công tiền bối đã bắt đầu độ kiếp rồi cũng không nhất định. Bác hà tán nhân nói. cửu châu số một bầy đạo hiếu đột nhiên trầm mặc lại. hiến công tiền bối độ kiếp rồi, thiên kiếp lại vừa vặn bắt đầu dị biến. Cuồng đao tứ lãng, thiên kiếp không lại đột nhiên biến thành một viên đạn hạt nhân, nổ tung lên a. À. Nói như vậy, hiến công cư sĩ có bóng ma tâm lý, tình huống liền không tốt lắm. Mà lại, hắn cùng đạn hạt nhân như vậy hữu duyên. Tam lãng đạo hữu ngàn vạn chớ có xấu mồm, ta nhìn bát phẩm huyền thánh kiếp, cũng là lấy thiên kiếp đạn đạo làm bắt đầu đợt thứ nhất, cho nên, sau tấn bảy tôn giả thiên kiếp, công kích mạnh nhất khả năng cũng chỉ có đạn đạo, trình độ khiến công đạo hữu hoàn toàn có thể chống đỡ hạ cái này một đợt mới đúng. Bác Hà Tán Nhân nói, lời tuy như thế, nhưng cửu châu số một bầy, đạo hữu nhóm trong lòng vẫn là rất bất an. Bắt đầu, lúc này, lệ chi tiên tử nhắc nhở. Thiên kiếp thế giới bên trong, bạch tôn giả cùng đợt thứ nhất, đạn đạo thiên kiếp chính thức tiếp xúc. Một vạn mai đạn đạo phun ra hỏa diễm, hoặc là bao vây lấy màu xanh gió lốc, hướng phía bạch tôn giả oanh kích tới. Một vạn mai đạn đạo, cơ hồ là một hơi toàn bộ nghiền ép ra trận. Lúc trước, Tống Thư Hàng mấy người độ năm cộng một ngày kiếp, thiên kiếp đạn đạo vẫn là hiện lên, gợn sóng trạng, từng lớp từng lớp nổ đến, mà Bạch Tôn giả nơi này, hơn vạn mai đạn đạo cơ hồ không phân tuần tự công tới. Hơn vạn mai đạo đạn thể tích, chỉ là chồng chất lên nhau liền là kinh khủng số liệu. Nhưng là thiên kiếp thế giới là cái không thèm nói đạo lý địa phương. Một chủng loại giống như không gian trùng điệp, phương thức công kích triển khai, cái kia một vạn mai đạn đạo gần như đồng thời bay về phía bạch tôn giả chỗ đứng. Tống thư hàng cùng thất sinh phù phù chủ lá gan bộ một trận run rẩy dữ dội lúc ấy bọn hắn khi độ kiếp, nếu như thiên kiếp đạn đạo, sử dụng thủ đoạn tấn công như thế này, bọn hắn một đợt liền đoàn diệt, căn bản không kịp phản ứng. Mã, vạn đạn tề phát, loại phương thức công kích này hình thành bạo tạc uy lực, tăng thêm thiên kiếp thuộc tính tăng cường, vị này áo trắng tu sĩ có thể ngăn lại được sao? Lão Phu tự hỏi không có chính diện ngạnh kháng loại phương thức công kích này thủ đoạn. Một vị uy tín lâu năm thất phẩm tôn giả sắc mặt phát lạnh, hắn cũng là tại chủ bị lấy tấn cấp tôn giả, như hôm nay đại biến sắp đến, đợt tiếp theo, linh lực triều tịch, sắp đến, hắn vốn là muốn nắm lấy thời cơ, tấn thăng huyền thánh, nhưng nhìn thấy cái này một đợt thiên kiếp đạn đạo lúc, hắn chỉ cảm thấy tâm đều nắm chặt thành một đoàn. Đối mặt với thiên kiếp vạn đạn tề phát, bạch tôn giả cũng không có bối rối. Hắn đưa tay vẽ một vòng tròn, một cái pháp thuật vòng tại trước người hắn hình thành. Đón lấy, tại bên cạnh hắn có một con thần đăng, trạng bình nhỏ xuất hiện. Bình nhỏ bên trong toát ra một trận khói nhẹ, sau một khắc, Lư Sơn Lộ Ma Tôn xuất hiện tại Bạch Tôn giả bên người. Ta dựa vào, Lư Sơn Lộ Ma Tôn vừa hiện thân, liền sợ tè ra quần. Không qua thân thể của hắn lại trung thành chấp hành Bạch Tôn giả mệnh lệnh, không ngừng chuyển ra từng bó làm bằng gỗ phi kiếm, thật nhanh đưa chúng nó lắp đến bạch tôn giả, pháp thuật vòng, bên trong. Nguyên bản nhiệm vụ này là từ thụ yêu khinh vũ để hoàn thành, nhưng đối mặt huyền thánh thiên kiếp, thụ yêu dễ đều mềm nhũn. Thế là nhiệm vụ này liền giao cho Lư Sơn Lộ Ma Tôn. Mặt khác, những này phi kiếm chỉ là phổ thông kiếm gỗ, từ thụ yêu khinh vũ điêu khắc mà thành. Còn chưa kịp tới chế tác thành, duy nhất một lần phi kiếm. chương 1039, hai ta cất kỹ trang bị. Lư Sơn Lộ Ma Tôn không hổ là tôn giả cấp bậc, trong vòng 3 giây liền đem hơn vạn mai kiếm gỗ nhét vào pháp thuật vòng. Nhét xong kiếm gỗ về sau, Ma Tôn liền bị thu hồi đến thần đèn bình nhỏ bên trong nói đúng ra, là chính hắn thật nhanh vọt trở lại đèn trong bầu. Nếu là tốc độ chậm một chút, hắn cũng phải bị cuốn vào đến Bạch Tôn giả thiên kiếp bên trong, đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Bạch Tôn giả điều chỉnh pháp thuật vòng vị trí, đưa tay bấm một cái đạo ấn, bảo. Sau một khắc, hơn vạn mai phổ thông mũi tên gỗ xuyên qua, pháp thuật vòng, điên cuồng bão tố bắn ra, tại xuyên qua pháp thuật vòng trong nháy mắt, nó trên người chúng liền độ lên trên trăm loại phụ trợ trận pháp, nguyên bản phổ thông trên một kiếm ẩn ẩn hiển hiện hào quang bảy màu. Đáng tiếc những này kiếm gỗ còn không có chế tác thành, duy nhất một lần phi kiếm, cứ như vậy uy lực sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Siêu 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 hơn vạn mai thất thải chi quang kiếm gỗ từ bắn ra, đón lấy cái kia hơn vạn mai thiên kiếp đạn đạo. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên kiếp không gian đều ảm đạm phai mờ, chỉ có không ngừng tiếng nổ mạnh cùng thỉnh thoảng lóe lên thất thải thần mang. Bạch tôn giả có thể ngăn lại được sao? Thất sinh phù phù chủ hỏi. Tống thư hàng cũng hơi khẩn trương lên, bạch tôn giả một chiêu này hắn cũng được chứng kiến, trên lý luận tới nói có được thất phẩm tôn giả đỉnh phong, lực công kích, thậm chí là siêu việt, thất phẩm, lực công kích nhưng lần này bạch tôn giả dùng không phải duy nhất một lần phi kiếm mà lại thiên kiếp cũng là vạn đạn tề phát trạng thái huyền thánh giảng pháp hình tượng bên trong thiên nhai tử một mặt bình tĩnh biểu lộ tam phẩm tu sĩ tấn thăng tứ phẩm lúc thiên kiếp có ba loại hoàn mỹ tị kiếp chi pháp mà lại chi phí không cao trong đó loại thứ nhất là âm 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 đạo trưởng thanh âm bao phủ tại kịch liệt âm 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 thanh bên trong thiên nhai tử đạo trưởng khóe miệng giật một cái tiếp tục nói khục loại phương pháp thứ nhất chỉ cần chuẩn bị phía dưới mấy loại vật liệu, đều là một chút rất phổ thông vật liệu, đều có thể từ tu sĩ trong chợ mua sắm. Phía dưới ta đem vật liệu danh sách trước cùng mọi người giảng giải một cái, mọi người nghe cho kỹ. Âm 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 thiên nhai tử đạo trưởng thanh âm lại một lần nữa bị kịch liệt tiếng nổ mạnh che mất. Thiên nhai tử đạo trưởng rơi vào đường cùng, hắn đành phải dắt cuống họng lặp lại một lần. Tâm thật mệt mỏi, mà lại áp lực thật lớn ở vào, huyền thánh giảng pháp, trạng thái bên trong hắn, sẽ không nhận bạch tôn giả thiên kiếp tổn thương. Nhưng là loại kia thiên kiếp cảm giác áp bách, vẫn là để hắn phần lưng đều ra một thân nước lạnh. Đến cùng huyền thánh giảng pháp lúc nào mới có thể kết thúc? Mã, quần áo đều ướt có được hay không? Tiếp tục như vậy nữa, đúng quần đều muốn ướt. Mà lại càng quan trọng hơn là, bị bạch tôn giả như thế nháo trò, đến lúc đó hắn có thể được đến bao nhiêu công đức chi lực khả năng bởi vì bạch tôn giả cắm vào, hắn có thể được đến càng nhiều công đức chi lực, nhưng cũng có khả năng hắn có thể được đến công đức chi lực giảm đi. Nếu như công đức chi lực không đủ, hắn có thể hay không muốn độ tâm ma kiếp. Tâm thật nhét, chư thiên vạn giới. Vừa rồi cái kia là cái gì đồ chơi, liền là lấp kiếm gỗ cái kia, là thần đèn. Độ thiên kiếp lúc còn có thể bổ sung loại này triệu hoán hình bảo vật sao? Vô cực ma tông đệ tử. Ngay, đây không phải bọn hắn vô cực ma tông nguyên lão cấp cường giả, Lư Sơn lộ Ma Tôn, sao? Ma Tôn đại nhân không phải tại Bế Tử Quan sao? Vì sao lại thành thần đèn đèn linh, xuất hiện tại vị này áo trắng tu sĩ độ kiếp hình tượng bên trong? Ma Tôn đại nhân như thế manh, thật không có vấn đề sao? Ầm 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 ầm. Hỏa diễm, lôi điện, gió bão, nóng rực tia sáng, thuần bạo tạc, kiếm khí cắt chém lại thỉnh thoảng có ánh sáng chói mắt trụ phóng lên tận trời bạch tôn giả đứng thiên kiếp thế giới biến thành một đoàn hoa mỹ pháo hoa, thị giác hiệu quả cực kỳ kinh ngạc. Cuồng bạo tiếng nổ mạnh, kéo dài mấy phút đồng hồ, mới bình ổn lại. Dư âm nổ mạnh kết thúc. Bạch tôn giả thân hình lại xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. Ngoại trừ quần áo màu trắng bên trên xuất hiện một chút cháy đen vết tích bên ngoài, nhìn cũng không có bao nhiêu tổn thương. Không chỉ có như thế, Mắt sắc tu sĩ còn chứng kiến Bạch Tôn giả sau lưng chất đống một vài thứ. Cái kia là cái gì đồ chơi? Hình tượng có chút mơ hồ, để cho ta nhìn kỹ một chút đợi chút nữa, ta có phải hay không nhìn lầm, đây không phải là Thiên Kiếp đạn đạo sao? Năm Thảo, đây không phải Thiên Kiếp đạn đạo sao? Làm sao thành đống chồng chất lên nhau, không có bị dẫn bạo sao? Trời ạ, à, Thiên Kiếp đạn đạo làm sao bị chất thành một đống rồi? mà lại phía trên có từng tầng từng tầng phong ấn, thiên kiếp bị phong ấn. Chư thiên vạn giới những người tu luyện trong nháy mắt nổ tung. Nếu như có thể xoát bình, lúc này, huyền thánh giảng pháp đã sớm bị đạn mạc cho xoát phát nổ. Chư thiên vạn giới người tu luyện hung hăng nuốt ngụm nước miếng trước kia liền nghe nói qua, có một ít cường hãn đến khoa trương người tu luyện, tại độ kiếp thời điểm thậm chí sẽ thừa cơ tế luyện pháp bảo của mình. Tỷ như dùng thiên kiếp chi lôi luyện kiếm, để của mình kiếm bên trong mang lên thiên kiếp phá tả hiệu quả loại hình. Nhưng giống trước mắt vị này dạng này trực tiếp đem thiên kiếp đạn đạo cho chó chặt, từng mai từng mai trồng chất tại sau lưng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này, hình tượng bên trong bạch tôn giả quay người, bắt đầu đếm lên những này, thiên kiếp đạn đạo, số lượng. 12 17 32 a kém hơn 10 loại A, bạch tôn giả xoay người lại, đối tống thư hàng nói, tống ân bá tống đạo hiếu, người vừa rồi có chú ý hay không phát bắn tới đạn đạo chủng loại. Ta mơ hồ nhớ kỹ, một vạn mai đạn đạo tổng cộng có 47 loại dáng vẻ. Tống thư hàng lắc đầu, ta không thấy rõ ràng, bạch tiền bối. Hơn vạn mai đạo đạn số lượng, hắn nhìn xem đều hoảng hốt, đâu còn có thời gian đi quan sát đạo đạn chủng loại. Cái kia một hồi ngươi giúp ta nhìn kỹ chủng loại A. Đúng, trên người ngươi cái kia tồn chữ linh thạch không gian pháp khí rộng A giống lời nói giúp ta chứa một cái cái này. Bạch tôn giả nói, đem phía sau mình 32 mai, đạn đạo thiên kiếp ném về tống thư hàng. Nhìn thấy bạch tiền bối động tác này, thư hàng kém chút liền quỳ. Cái này 32 mai đạn đạo thiên kiếp thế nhưng là 32 vị đại gia, sợ ý một chút nổ tung ra, hắn tống thư hàng nhất định phải chết. Cái đồ chơi này có thể giả bộ vào đến, không gian pháp khí, bên trong. Tống thư hàng hỏi, có thể giả bộ, Ta thiết lập tốt chuyên môn phong ấn thuật. Cái này phong ấn thuật chính là ta bế quan một trong thu hoạch. Người trước cất kỹ những này đạn đạo, ta trước kiềm chế hạ cảnh giới, một lần nữa độ một cái thiên kiếp, tranh thủ đem 47 loại thiên kiếp đạn đạo thu thập đủ. Đến lúc đó nghiên cứu một chút bọn chúng thuộc tính." Bạch Tôn giả nói, "Ừm, thu thập nhiều một chút mới thuận tiện nghiên cứu." Chính theo lời đem, thiên kiếp đạn đạo thu nhập không gian pháp khí bên trong tống thư hàng sướng sở, a. À, một lần nữa độ một cái thiên kiếp là có ý gì không có việc gì ngươi một mực giúp ta thu những thiên kiếp này đạn đạo làm thù lao đến lúc đó ta nghiên cứu xong những thiên kiếp này đạn đạo sau dư thừa thiên kiếp đạn đạo đều đưa ngươi bạch tôn giả nói tống thư hàng một mặt mộng bức ta muốn những thiên kiếp này đạn đạo làm cái gì a à? các đại gia này không cẩn thận phục vụ lời nói vạn nhất phát nổ làm sao bây giờ một lần nữa tống bá tống đạo hiếu hỗ trợ thấy rõ đạo đạn chủng loại. Bạch tôn giả nói, đang khi nói chuyện, chỉ gặp bạch tôn giả khí thức trên thân thật nhanh hạ xuống, từ thất phẩm tôn giả đỉnh phong, lập tức rơi xuống vừa tấn thăng thất phẩm tôn giả cảnh giới. Nhưng trong hư không, kiếp lôi chi hải, cũng mặc kệ người cảnh giới hàng không hàng, chỉ cần bắt đầu độ kiếp rồi, liền ngoan ngoãn đem lôi kiếp độ xong. Thế là, nó bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, muốn nghẹn đợt thứ hai thiên kiếp. Chỉ cần khóa chặt bạch tôn giả, nó liền sẽ một mực công kích, thẳng đến thiên kiếp hoàn thành mới thôi. Mà đúng lúc này, bạch tôn giả đột nhiên ném ra ngoài một viên kim sắc phù bảo. Cái kia kim sắc phù bảo hiện thân về sau, hiển hóa ra một sóng lớn, lôi đình chi lực rót vào đến thiên kiếp chi hải bên trong. Sau một khắc ngay tại nghẹn đợt thứ hai thiên kiếp, thiên kiếp chi hải đột nhiên bình tĩnh lại. Bạch tôn thu hồi viên kia kim sắc phù bảo, hắn khí thế trên người một lần nữa liên tiếp tăng lên, trong nháy mắt lại tăng lên tới thất phẩm tôn giả đỉnh phong trình độ, đạt đến độ kiếp biên giới. Âm âm, thiên kiếp chi hải lần nữa cuồng bạo hóa. Hai hơi thời gian về sau, hơn vạn mai, thiên kiếp đạn đạo, từ phía trên kiếp hải bên trong chậm rãi hiển hiện. Thiên kiếp, tựa hồ bị, hệ thống trở lại như cũ, đồng dạng, lại bắt đầu lại từ đầu. Tống thư hàng, luôn cảm giác thiên kiếp là không phải là bị đùa giỡn. Chư thiên vạn giới ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Vừa rồi ta đóng lần con mắt quá trình bên trong xảy ra chuyện gì? Thiên kiếp đạn đạo không phải đã qua sao? Lại có người từ bạch tôn giả giao lưu âm thanh bên trong nghe được một chút nội dung, vị này áo trắng tôn giả, tựa hồ cùng vừa rồi độ kiếp thành công, bá tống huyền thánh ở giữa là quen biết. Vừa rồi hắn có cùng bá tống huyền thánh tại giao lưu. Huyền thánh giảng pháp bên trong trực tiếp nhân vật chỉ có thiên nhai tử đạo trưởng cùng bạch tôn giả, Tống Thư Hàng cùng phủ chủ thân ảnh, không tiếp tục xuất hiện tại huyền thánh giảng Pháp trong thế giới. Cho nên, chư thiên thành giới tu sĩ chỉ có thể nhìn thấy bạch tôn giả tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu. Cùng đợt thứ nhất lúc giống nhau, thiên kiếp đạn đạo, vạn đạn tề phát, hướng phía bạch tôn giả vị trí phát xạ, phát xạ quá trình bên trong vẫn như cũ là không gian trồng chất, tư thế. Bạch tôn giả lần này sửa lại một lần đối kháng thiên kiếp tư thế, lần này hắn sử dụng một cái thổ hệ chú Pháp, dùng để ngăn lại phần lớn thiên kiếp đạn hạt nhân, đồng thời thừa cơ lại bắt được hơn 20 mai thiên kiếp đạn đạo. Nhưng là cái này hơn 20 mai thiên kiếp đạn đạo bên trong, tái diễn rất nhiều, Bạch Tôn giả vẫn không có gom góp. Thế là tại vạn chúng chú mục bên trong, Bạch Tôn giả cho nên kế làm lại, lần nữa sử dụng kim sắc phù bảo phối hợp, đem thiên kiếp lại trở lại như cũ một lần. Như thế, lại tuần hoàn hai lần, Bạch Tôn giả trung thu hoạch thiên kiếp đạn đạo 123 mai mới cuối cùng đem tất cả thiên kiếp đạo đạn chủng loại gom góp. Tống Thư Hàng một mặt chết lặng đem những thiên kiếp này đạn đạo thu nhập không gian pháp khí bên trong. Đây là hắn thấy qua mạnh nhất thiên kiếp, nhưng cũng là thảm nhất nhất không có tôn nghiêm thiên kiếp. Cũng may Bạch Tôn giả rốt cục đem đạn đạo chủng loại thu thập đủ. Hiện tại, Bạch Tiền bối dù sao cũng nên muốn độ đợt thứ hai thiên kiếp A. Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, Bạch Tôn giả lại thật nhanh chạy đến bên cạnh hắn. Sau đó, Bạch Tôn giả đem trên người mình pháp khí, lưu tinh kiếm, thậm chí là đạo bào đều cởi ra, đưa cho Tống thư hàng. Tống thư hàng một mặt mộng bức, bạch tiền bối, ngài làm gì? Ta vừa rồi dùng cái kia kim sắc phù bảo có tác dụng phụ đặc biệt khoa trương, đợt tiếp theo thiên kiếp uy lực sẽ thay đổi vượt qua tưởng tượng, ta khả năng ngăn không được. Cho nên, trước thay ta cất kỹ trang bị, Bạch Tôn giả nói thật nhanh. Chương 1040 thở quay phim người ngày mai không cần tới làm từ tấn thăng tôn giả cảnh giới về sau bạch tiền bối liền có thể khống chế mình cái kia một thân quỷ dị mị lực cũng tận lực tiêu trừ nó cho chung quanh tu sĩ mang tới ảnh hưởng hiện tại trừ phi là bạch tôn giả thất thần hoặc là tiến vào bế quan hình thức cái kia quỷ dị mị lực mới có thể ngẫu nhiên không bị khống chế phát ra cũng may mắn như thế nếu không bạch tôn giả tại huyền thánh giảng pháp trực tiếp hình tượng bên trong vừa xuất hiện chư thiên vạn giới những người tu luyện hôm nay đều dược hoàn, có thể sẽ toàn bộ trầm mê ở bạch tôn giả mị lực bên trong không cách nào tự kiềm chế. Vậy mà lúc này, bạch tôn giả đem trên người các loại bảo vật, pháp khí đều đem cho tống thư hàng, thậm chí ngay cả trên người hộ thân pháp bảo cũng bỏ đi lúc, chư thiên vạn giới những người tu luyện không khỏi cứng đờ, ánh mắt ngưng trọng lên. Nhưng mà bị giới hạn, huyền thánh giảng pháp, thị giác góc độ, tại bạch tôn giả bỏ đi đạo bào lúc, Chư thiên vạn giới người tu luyện từ hình tượng bên trong chỉ có thể nhìn thấy bạch tôn giả cổ trở lên vị trí. Cái này trực tiếp góc độ bóp, đơn giản không lời nào để nói. Rõ ràng lập tức liền muốn trực tiếp phúc lợi ống kính, vậy mà đột nhiên đem thị giác rời, đem ống kính cho bạch tôn giả bộ mặt đặc tả. Hỗn đàn a, huyền thánh giảng pháp thở quay phim là ai? Thở quay phim người ngày mai không cần tới làm. Bạch tiền bối là ta, hư nhược bạch hạc chân quân vuốt cánh. Suy yếu hò hét, huyền thánh giảng pháp, hình tượng không cách nào trực tiếp thu, nếu không bạch hạc chân quân nhất định phải đem bạch tiền bối thoát đạo bào hình tượng thu xuống tới, mỗi ngày chiếu lại 100 lần. Chính đang thí nghiệm món ăn mới hệ biệt viết tiên cơ lần nữa ngừng giao phay. Nàng cảm giác tim đập của mình đều chậm mấy cái nhịp. Đạo bào bỏ đi sau bạch tôn giả, bên trong mặt chính là cái gì kiểu dáng quần áo. Nàng nhận biết bạch tôn giả nhiều năm như vậy, cho tới nay trên người đối phương tựa hồ vĩnh viễn mặc món kia không nhuốm bụi trần đạo bào mặc dù cái kia đạo bào có thể cải biến kiểu dáng cùng hình dạng nhưng nàng cho tới bây giờ không có thấy đối phương tương đạo bào cởi mà đúng lúc này huyền thánh giảng pháp thị giác góc độ dần dần kéo xa mắt thấy bạch tôn giả toàn thân hình tượng lại phải một chút xíu tiến vào huyền thánh giảng pháp ống kính chư thiên vạn giới người tu luyện nuốt ngụm nước miếng không khỏi chừng to mắt ngay cả nháy hạ con mắt đều không nỡ sợ mình bỏ lỡ trọng yếu nhất ống kính. Có rất nhiều tiếp xúc qua hiện đại hóa khoa học kỹ thuật người tu luyện, tay phải không tự chủ được muốn hướng trong hư không đi điểm kích loại hành vi này gọi là tạm dừng nhìn phúc lợi. Người tu luyện tốc độ tay luôn luôn rất tuyệt, nắm tốc độ tay phúc, phần lớn người tu luyện luôn luôn có thể đang nhìn một chút phim, kịch truyền hình, trong video, đưa tay đâm một cái, tạm dừng đến một ít chợt lóe lên hình tượng. Vạn chúng chờ đợi bên trong, huyền thánh giảng pháp ống kính rời một cái, Bạch Tôn giả thân hình toàn bộ xuất hiện tại trong mắt mọi người. Nhưng vào lúc này Bạch Tôn giả ngay phía trước, đột nhiên xuất hiện một người đầu chọc thân ảnh. Tên đầu chọc này thân ảnh chỗ đứng là như thế xảo diệu, vừa vặn đem Bạch Tôn giả thân thể cản cực kỳ chặt chẽ, từ chư thiên vạn giới những người tu luyện thị giác góc độ nhìn lại, chỉ có thể từ đầu chọc thân ảnh bả vai vị trí, nhìn thấy Bạch Tôn giả bộ mặt cùng một bộ phận cánh tay. Năm Thảo, thở quay phim là ai, kéo ra ngoài chặt A ta càng muốn biết tên chọc đầu này chính là ai vậy. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện đang vẽ mặt bên trong? Có thể hay không đem hắn nổ rớt? Kỷ lý oa lạp đây là không biết là cái nào nhân loại quốc gia ngôn ngữ. Tên chọc đầu này chính là bá tống huyền thánh đi, vừa rồi áo trắng tôn giả vẫn tại cùng hắn giao lưu, đồng thời còn đem trên người mình pháp bảo, pháp khí đều giao cho hắn. Chúng ta không nên nhìn đầu chọc A, đầu chọc đi một bên A. Bá tống huyền thánh, tại hạ cho ngài quỳ, chuyển một chuyển A, à, chuyển một chút xíu là được. Ung ục ục đấy đây là thuần khiết điều ngữ, đến từ một con chim yêu. Ngàn năm đệ nhất thánh không chỉ có giảng pháp rất là khéo, tạp vị cũng như thế kinh điển bá tống tiền bối, mời thả một con đường sống A A A. Ba chít chít ba chít chít, đây là không biết phương diện nào điều ngữ, dù sao không phải nhân loại thế giới ngôn ngữ. Chư thiên vạn giới những người tu luyện đều điên rồi dù sao tổng kết lại ý tứ liền mấy cái như vậy ý tứ, thờ quay phim đi chết, đại quang đầu tránh ra, bá tống huyền thánh tiểu nhân giúp ngài quỳ cầu thả một con đường sống, bá tống tiền bối cầu ngài nâng cao quý chân chuyển một chuyển, kỷ lý hoa là các loại không biết tên ngôn ngữ. Cửu châu nhất hào quần, cuồng đao tứ lãng, thư hàng tiểu hữu vị trí này thẻ thật để cho người bắt gấp, tránh ra A, nhanh lên tránh ra A. Bắc hà chân quân, tam lãng, đừng tìm đường chết. Bạch tôn giả cùng tống thư hàng tiểu hữu rời đi, thiên kiếp thế giới, về sau, bên trên bầy xem xét liền có thể nhìn thấy người nói chuyện phiếm ghi chép. Bạch hạc chân quân, bá tống lăn thô, không muốn cản trở nhà ta bạch tiền bối. Đông phương lục tiên tử, bá tống lăn thô, không muốn cản trở nhà ta bạch tiền bối. Lệ chi tiên tử, bá tống lăn thô, không muốn cản trở nhà ta bạch tiền bối. Diệt phượng công tử, bá tống lăn thô, không muốn cản trở nhà ta bạch tiền bối sau đó một nháy mắt, cửu châu nhất hào quần liền bị soát bình phong. Hoàng Sơn chân quân, chân quân ngón tay chỉ tại, toàn bầy cấm ngôn, tuyển hạng bên trên, do so dự một lát, muốn không nên mở ra chức năng này. Nhưng nói thật, hắn cũng cảm giác tống thư hàng tiểu hữu tạp vị tạp thực đáng ghét. Thật vất vả, huyền thánh giảng pháp, hình tượng biến động. Tống thư hàng trong tay tiếp nhận bạch tôn giả pháp khí, đạo bào về sau, Đứng tại chỗ bất động hắn còn không biết mình lại một lần tiến vào, Huyền Thánh giảng pháp, hình tượng sự tình. Bạch Tôn giả đem một thân trang bị đều giao cho Tống thư hàng về sau, đứng dậy rời đi, thối lui đến nguyên bản độ kiếp vị trí. Lần này, bá Tống Huyền Thánh đã không cách nào lại dùng thân thể của hắn che chắn phúc lợi đi. Chư thiên vạn giới người tu luyện vị lần nữa trừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm Huyền Thánh giảng pháp, hình tượng. Về phần Thiên Nhai Tử đạo trưởng đang giảng liên quan tới như thế nào tránh đi, kéo dài thiên kiếp giáng lâm, giảng pháp, đã không có nhiều người đang chăm chú. Trên thực tế, thiên nhai tử đạo trưởng giảng pháp nội dung, rất không thích hợp tại, huyền thánh giảng pháp bên trong diễn thuyết. Nếu như đem, huyền thánh giảng pháp, ví von thành là cái nào đó nổi danh đại học, buổi lễ tốt nghiệp, học sinh đại biểu diễn nói, cái kia thiên nhai tử đạo trưởng giảng pháp liền là liên quan tới, như thế nào tại trong cuộc thi gian lận. Đây quả thực là tại buổi lễ tốt nghiệp bên trên đánh trường học cũ mặt. Vấn đề là, Thiên Nhai Tử đạo trưởng không có nghĩ tới chỗ này, hắn một lòng chỉ muốn đem đối tu sĩ có lợi, nội dung thông qua, huyền thánh giảng pháp truyền bá ra ngoài. Mà bây giờ, Bạch Tôn giả xuất hiện, phân tán Thiên Nhai Tử đạo trưởng, huyền thánh giảng pháp, lực chú ý. Cuối cùng là trùng hợp vẫn là tất nhiên, không có người biết, cũng không ai có thể nói rõ. Huyền thánh giảng pháp hình tượng di động Suốt khục, bạch tôn giả toàn thân hoàn toàn ánh vào đến hình tượng bên trong. Lần này, không có đại quang đầu cản hình tượng. Hình tượng bên trong, bạch tôn giả tóc dài bay lên, giống như trong tranh đi ra tiên nhân. Chư thiên vạn giới những người tu luyện nhịp tim ẩn ẩn bắt đầu gia tăng tốc độ. Áo trắng tôn giả đạo bào phía dưới, lại là cái gì cách ăn mặc. Mắt thấy lập tức liền có thể nhìn thấy mình muốn nhìn hình tượng lúc đột nhiên, thiên kiếp chi hải bên trong lôi quang bạo tạc một mảng lớn quang mang trói mắt tràn ngập toàn bộ hình tượng. Trướng mắt lôi quang trong nháy mắt đem bạch tôn giả phần lớn thân hình che đậy, lập tức huyền thánh giảng pháp, bên trong, bạch tôn giả lại chỉ còn một trương gương mặt tuấn Mỹ cùng tung bay tóc dài. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy bàn tay thon dài sau đó, liền không có. Chư thiên vạn giới những người tu luyện hỏng mất. Ngày này cướp chi lôi làm cái lông A, à, sớm không nổ muộn không nổ. Trễ một giây sẽ chết A. Hoa 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 cái nào đó không biết chủng tộc dị loại người tu luyện ngôn ngữ, khả năng cùng ếch xanh có quan hệ. Thánh quang, lại là thánh quang. Ai tổ thánh kỵ sĩ? Nhanh đá, thánh kỵ sĩ đều đáng chết. Phương Tây bên cạnh, viễn cổ thánh kỵ sĩ, tu luyện nhất hệ nằm thương. Cửu châu nhất hào quần. Cái này xảo diệu góc độ, là bạch tôn giả tự mang may mắn thuộc tính bạo phát sao. Cuồng đao tứ lãng nói. Lệ chi tiên tử, không sai được, nếu không thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như vậy. Tống thư hàng cùng kiếp lôi quang mang vừa vặn chặn hình tượng chỉ sợ là bạch tiền bối may mắn phát động, muốn nhìn phúc lợi hình tượng là không đùa. Đông phương lục tiên tử, lúc này hẳn là muốn cơ chí triệu hoán tống thư hàng tiểu hữu bá đao tống nhất, thư hàng tiểu hữu có thể nhìn thấy tin tức, lấy điện thoại cầm tay ra cho bạch tiền bối lai like mấy chương anh tuấn ảnh chụp thôi. Thiên kiếp thế giới bên trong, làm sao có thể có tín hiệu? Lệ chi tiên tử nói. Đáng giận, Dựa vào cái gì hình ảnh như vậy chỉ có Tống Thư Hàng có thể nhìn thấy. Bạch Hạc chân quân phát điên, thánh quang cường thế xuất hiện, để chư thiên vạn giới những người tu luyện tổn thương thấu tâm. Sau đó, chư thiên vạn giới người tu luyện dùng không cam lòng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng bối cảnh trước đó nếu không phải bá Tống tiền bối, đột nhiên hiện thân, liền sẽ không ngăn trở áo trắng tôn giả. Thiên kiếp thế giới bên trong, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác toàn thân không được tự nhiên phảng phất chư thiên vạn giới có mấy tỷ tỷ ánh mắt tại nhìn hắn chằm chằm đồng dạng. Loại cảm giác này, liền cùng trước đó cho hắn tại, huyền thánh giảng pháp, trạng thái lúc giống nhau như đúc. Không thể nào, chẳng lẽ ta bị cuốn vào đến huyền thánh giảng pháp chúng. Tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng, không có sai, loại này vạn chúng chú một cảm giác, khẳng định là bởi vì chư thiên vạn giới nhiều như vậy người tu luyện ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nguyên nhân. Kỳ quái, vì cái gì ta lại bị cuốn vào đến, huyền thánh giảng pháp, bên trong. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng lại nghĩ tới một kiện chuyện quan trọng. Hắn đưa thay sờ sờ đầu của mình trần trùng trục. Nhìn lên trời nói cách khác trước đó tại huyền thánh giảng pháp lúc, hắn một mực là đầu chọc trạng thái A. Quá tổn hại hình tượng. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng bấm một cái pháp ấn, vận chuyển tạo hóa pháp phương thân truyền bí thuật tăng phát thuật. Thể nội, tiên thiên chân nguyên, thôi động, tăng phát thuật thành công thi triển sau một khắc từ tống thư hàng trần trùng trục trên đầu có màu đen phát gốc dạ chui ra trong chớp mắt tóc điên cuồng tăng vọt hai hơi thời gian tống thư hàng tóc mãnh liệt lớn mười mấy mét như là thác nước khoác vẩy tại sau lưng lại kéo buông xuống địa từ xa nhìn lại phảng phất như là tống thư hàng sau lưng kéo dài mười mấy mét màu đen khoác như gió chư thiên vạn giới người tu luyện nằm xoa bá tống huyền thánh đây là trực tiếp tóc dài sao Liên tại ánh mắt của mọi người bị tống thư hàng tóc dài hấp dẫn thời điểm, một bên khác bạch tôn giả đợt thứ hai thiên kiếp thành hình. Một phiên hình thể đặc biệt lớn đạn hạt nhân đã lặng yên thành hình. Audio điện tử võ tấn bền hết tập 71